Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng phân tích đánh giá lại tất cả các cái kịch bản chúng ta đã đề ra trong tuần vừa qua, tuần phân tích số bản tin video số 133. Sau đó thì chúng ta sẽ đi view lại tổng quan thị trường cũng như tất cả danh mục các mã cổ phiếu khá là quen thuộc của team Hùng Lê và sẽ có một vài các cái ý để chúng ta đi phân tích và nhận định xu hướng thị trường trong tuần mới, tuần thứ ba là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh của tháng này nên là cũng sẽ có rất là nhiều các cái biến động. Thế thì kết thúc cái tuần giao dịch cũ ngày mùng ngày bao nhiêu đây các anh chị nhỉ? Ngày 12 tháng 4 thì Hùng đã ra bản tin video số 133, trong đó phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 12. Và tại cái tuần này thì Hùng đã đưa ra một số các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của VN Index ở vùng 1012 điểm, phái sinh ở vùng 978 điểm và VN 30 ở vùng 975 điểm. Và trên quan điểm là trong tuần vừa qua thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lãi tất cả các cái mã cổ phiếu của chúng ta mà đạt được cái target, bởi vì là đầu tuần giao dịch ấy, thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng đã cán những cái cột mốc rất là tốt và gần như tất cả các mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích thì cái target mà cổ phiếu đạt được cũng là tương đối, và có những mã cổ phiếu nếu như mà chúng ta theo từ đầu cái chu kỳ cho đến tận đến thời điểm bây giờ là cổ phiếu đã tăng được những cái ngưỡng cực kỳ là cao. Đó, có những mã cổ phiếu đã đạt đến 40-50%, nó rất là tuyệt vời. Thì cùng với bản tin phân tích tuần thì Hùng cũng đã có phân tích, đã có những cái gọi là cái tóm tắt lại ở trên cái team home chat, thì ông có đánh giá về thị trường chứng khoán châu Á, đó là đã có một tuần tăng điểm rất là tích cực, và chính cái sự tăng điểm này của chỉ số Dow Jones và chỉ số chứng khoán châu Á thì đã tác động một cái tâm lý tích cực lên tâm lý nhà đầu tư. Cùng với đó thì Hùng có phân tích một số các cái nội tại về thị trường chứng khoán Việt Nam, thì về cơ bản là vẫn là những cái phân tích ở trên bản tin video số 133 thôi. Đó. Và cái câu chuyện là Hùng có nói đến một cái điểm nhấn mà chúng ta cũng đã có nói ở trên cái bản tin tuần, đó là cái dấu hiệu để giúp cho chúng ta nhận biết là thị trường sẽ chỉnh ở lúc nào. Thì Hùng có nói đến một cái câu chuyện là nó sẽ xuất hiện một cái phiên giao dịch mà cái cột mốc khớp lệnh ở trên sàn nó đạt khoảng tầm 660 triệu đến 700 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Và cùng với đó thì thị trường bị bán vượt cái mốc 15 điểm. Thì đây là cái dấu hiệu đầu tiên để nhận diện ra một cái nhịp chỉnh kỹ thuật của thị trường bắt đầu. Và nếu như mà chúng ta gặp cái trường hợp này thì chúng ta sẽ bán để chúng ta hạ thị trọng cổ phiếu, hạ thị trọng margin để đảm bảo cái tỷ lệ an toàn của tài khoản. Tiếp tục một cái đánh giá rất là quan trọng mà ông Lê thường sử dụng, đó là biểu đồ tâm lý về dòng tiền, về tâm lý hành vi của nhà đầu tư ở trên thị trường. Thì Hùng Lê thấy rằng là kết thúc cái tuần giao dịch số video số 132 thì thị trường của chúng ta chưa có bộ ba của chỉ số của thị trường của chúng ta vẫn là chen long. Đó, vẫn là chen long, tức là kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 12 thì vẫn là chen long, và hiện tại thì chưa có xuất hiện cái tín hiệu đảo chiều từ long sang short. Thì cái câu chuyện là cái đánh giá cái tâm lý hành vi về thị trường nó rất là quan trọng để làm gì, để cho nhà đầu tư của chúng ta ổn định về mặt tâm lý. Tức là ví dụ khi mà thị trường của chúng ta vẫn đang chen long, đúng không, vẫn đang chen long thì như nào, chúng ta có thể nắm giữ cổ phiếu, chúng ta có thể mua thêm cổ phiếu mới, chúng ta có thể long phái sinh, đúng không, và chúng ta có thể bình tĩnh, bình tâm để chúng ta cầm nắm cổ phiếu tiếp. Ngược lại, khi cái tâm lý hành vi của toàn thị trường nó chuyển từ cái trạng thái long sang cái trạng thái short thì lúc đó thì chúng ta lại phải thứ nhất là đang cầm margin thì chúng ta sẽ hạ bớt tỷ trọng margin, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Chúng ta đang có những mã cổ phiếu đạt target thì chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt, thì đấy là một cái câu chuyện rất là quan trọng. Và Hùng cũng có các cái cột mốc mà hỗ trợ thì chúng ta đã nói ở trên video rồi, và các cái nhóm ngành hiện tại ví dụ như nhóm ngành xây lắp, cao su, cảng biển, dầu khí, banh và chứng khoán thì đang là rất là sôi động, và dự kiến cái tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 11 sẽ là một cái tuần rất sôi động của nhóm này. Và tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích thì chúng ta thấy được là những cái nhóm về dầu khí hay là những nhóm về banh hay những nhóm về chứng khoán thì chúng ta đã thấy rằng một cái tuần giao dịch rất là thành công và khởi sắc.
và chiến thuật giao dịch trong tuần mới và trong những tuần mà VN Index tiệm cận đến cái vùng đỉnh đó là gì? Đó là chúng ta sẽ bám sát các tín hiệu phân tích của ông Lê, cùng với đó là chúng ta sẽ mua những mã cổ phiếu mà chúng ta đang có trong tài khoản, và cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ chốt lãi khi những cái mã cổ phiếu mà đạt các cái target. Thì thường là cổ phiếu đạt target, gặp target thì cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật và về đến cái target đó thì chúng ta sẽ chốt đi một phần, và sau đó cổ phiếu chỉnh kỹ thuật và có những cái điểm nhấn kỹ thuật mà không bị gãy nó, hoặc là có những cái điểm nhấn kỹ thuật mà đảm bảo rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng thì lúc đó sẽ có những cái khuyến nghị để chúng ta mua thêm. Và Hùng cũng có nói đến cái câu chuyện về trend của thị trường, thì cũng đã xác định rằng có thể nói là thị trường của chúng ta đã đi vào một cái trend trung hạn, một cái sóng tăng trung hạn rất là mạnh, và trên cái sóng tăng trung hạn đó thì nó sẽ có những cái nhịp rũ rũ hàng, những nhịp test cung. Thì trong tuần vừa qua là đã có một cái nhịp test cung là khá là cơ bản của trong trong tuần vừa qua. Và đến trước cái giờ giao dịch của phiên ngày mùng 9 tháng 12, tức là ngày thứ tư, thì Hùng tiếp tục có những cái đánh giá về cái câu chuyện về thị trường chung đó, những cái bám sát rất là cơ bản của thị trường chung khi mà thị trường đã có cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Đó là khối lượng giao dịch thì bình quân đang đạt ở mức khoảng tầm 550 triệu cổ phiếu trên một phiên, là dấu hiệu thị trường đang ổn và chưa có cái dấu hiệu phân phối chung của toàn thị trường. Tiếp tục đánh giá trên cái biểu đồ về tâm lý giao dịch thì cả ba chỉ số vẫn là trend long. Cả ba chỉ số quan trọng thì thường thường theo dõi đó là VN Index, VN30 và chỉ số phái sinh. Và hiện tại sau khi kết thúc hai phiên giao dịch đầu tuần thì chưa có dấu hiệu xác nhận sang trạng thái đi ngang hoặc đảo chiều sọt đó. Rồi, và tất cả về dòng thị trường thì dòng tiền tiếp tục luân chuyển vào các cái nhóm ngành cơ bản của chúng ta phân tích vẫn đang rất là tốt, ví dụ như xây lắp, ví dụ như banh, chứng khoán, dệt may, và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. Và cùng với đó thì chúng ta có các cái mốc hỗ trợ về thị trường, ông Lê đã có những cái phân tích như vậy. Và một câu chuyện lại đặt ra ở trong trong một cái tình thế là cái phiên giao dịch của ngày thứ năm, đúng không? Phiên giao dịch của ngày thứ năm là chúng ta có một cái phiên giao dịch đây, VN Index lấy lên vùng 1.040 điểm và sau đó thì bị đạp khá là mạnh. Và cái câu chuyện là để trả lời lại một lần nữa là chúng ta lại phải giải cái bài toán là thị trường đã sập chưa? Đó, câu hỏi là thị trường đã sập chưa? Bởi vì bản thân là phiên ngày hôm qua thì khối lượng giao dịch cũng tương đối là mạnh. Và nó lại quay lại những cái câu chuyện về ngày 29 tháng, các anh chị lại nhớ lại vùng ngày 29, ngày 30 tháng 11. Và lại quay lại cái câu chuyện là ngày đây ngày 24 tháng 11 lại có một cái điểm sập ở đây nữa. Đó, thì chúng ta phải giải cái bài toán là như vậy thì thị trường chúng ta đã sập chưa? Rất quan trọng, bởi vì thị trường mà sập á, thì chúng ta nắm cổ phiếu nào thì chúng ta cũng sẽ bị giảm giá. Nhưng nếu thị trường chưa sập á, thì chúng ta vẫn tiếp tục cày cuốc được. Đó, thì cũng có trao đổi tiếp hai cái yếu tố cơ bản quan trọng nhất đó về thị trường Mỹ và châu Á. Thì hiện tại là Mỹ và châu Á đang hơi xấu khi mà chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones đã test lại cái mốc 30.000 điểm là không thành công và đã bị mất cái mốc này. Cùng với đó thì chỉ số chứng khoán châu Á thì cũng đang hơi là phập phù. Còn đi sâu về nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam thì trên biểu đồ tâm lý đó, vẫn trên biểu đồ tâm lý hành vi của toàn thị trường thì chúng ta thấy rằng bộ ba chỉ số vẫn đang nằm ở trend long, chưa có những cái tín hiệu đảo pha đi ngang hoặc chỉnh sọc, và đánh giá rằng là cơ bản vẫn ổn, tức là thị trường chung của chúng ta vẫn ổn định và chưa có vấn đề gì phải hoang mang hoảng sợ bởi cái phiên giao dịch của ngày hôm qua. Tiếp tục cái ý thứ hai, cái ý bản lề thứ hai mà chúng ta nói đến ở đây đó là cái phiên giảm điểm ngày thứ năm, thì về bản chất là VN Index và VN 30 chỉ lấp hết cái lực tăng của phiên ngày thứ tư. Đó là ngày thứ tư thì VN Index đẩy lên vùng 1.040 điểm, nhưng đến phiên ngày thứ năm thì nó chỉ lấp lại, tức là nó chỉ trả lại hết cái động lực tăng của phiên ngày thứ tư, tức là về mặt kỹ thuật là VN Index và cả VN 30 đây, các anh chị có thể thấy đây, đó, nó lấp lại cái vùng này, thì cái điểm lấp này là cái điểm lấp tích cực, nó chưa có cái dấu hiệu gì được gọi là tiêu cực cả. Và cái điều quan trọng nhất nữa đó là trong cái phiên 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 giao dịch đó thì cũng có nói đến cái vùng hỗ trợ cuối cùng của phái sinh là 1.002 điểm, và kết phiên thì phái sinh đã đóng đúng cái vùng hỗ trợ 1.002 điểm, và đây là cái yếu tố rất là tích cực của thị trường đó. Thì từ hai cái yếu tố đó, biểu đồ tâm lý hành vi là ok,
Phiên giao dịch ngày thứ năm chỉ là một phiên tả cung và chưa bị vi phạm về tín hiệu kỹ thuật. Ok, thị trường của chúng ta vẫn giao dịch ở mốc trung bình 500 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Ok, biên của chúng ta chưa bị mất 15 điểm và chưa đạt lên cột mốc 660 triệu cổ phiếu. Đó là những cái yếu tố để giúp cho ông Lê tiếp tục kỳ vọng rằng đó là cái thị trường của chúng ta vẫn đang là ok, và các cái điểm hỗ trợ cứng thì chúng ta xem lại ở trên bản tin phân tích tuần, và các cái gọi là cái mẫu chốt nó về vấn đề về thị trường để nhận diện một cái điểm phân phối của thị trường, thì hoàn toàn trong tuần vừa qua tất cả các phiên giao dịch cùng đều có những cái đánh giá rất là quan trọng như vậy. Cùng với đó thì nhiều lắm các anh chị mã cổ phiếu TV2 nó ví dụ như vậy, rất nhiều các cái phân tích về các mã cổ phiếu, và thường những phân tích của ông Lê ở trên này là những phân tích rất là chi tiết, dễ hiểu. Những cái nhà đầu tư nào mà chưa có đầu tư thì cũng rất là dễ để có thể tiếp cận để được những cái cách mà ông Lê phân tích về mã cổ phiếu, các cái điểm mua, các cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật, ví dụ như vậy phái sinh đấy đang vân vân vân. Thì đấy là toàn bộ cái kịch bản phân tích tuần vừa qua, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi để chúng ta view lại xem là trong tuần giao dịch bản tin video số 133 thì các mã cổ phiếu của chúng ta đang như thế nào. Ok, đầu tiên là VIX. Về VIX đối với thời điểm hiện tại thì Hùng cũng có nói rồi, chúng ta Hùng thì cũng không có khuyến nghị đầu tư vùng 102 và kháng cự đây là vùng 110. Dòng tiền đi ngang, chính vì vậy nên là VIX các anh chị thấy là một tuần nó cũng chỉ đi ngang quanh vùng 105. Vinhome, ở trong phân tích kỳ vọng thì cũng đang đánh giá là Vinhome là một mã cổ phiếu ok của nhóm ngành VIX, bởi vì để mà thị trường đi lên được, để mà có điểm số thì Vinhome cũng là một cái mã cổ phiếu nó cần phải có những cái điểm số để kéo. Bản thân Vinhome ngày hôm nay, phiên ngày hôm nay như vậy là nó đã lấp được quá bán cái phiên giảm ngày hôm qua, như vậy là khá là tốt, và cơ bản nhất là lấy lại vùng 84. Trong phân tích kỹ thuật thì vẫn kỳ vọng Vinhome về lại vùng 88 đến vùng 90. Mã cổ phiếu VRE đã có một cái nhịp ở đây, chúng ta có nói đến cái vùng kháng cự 28.5 của cổ phiếu. Mạnh hơn ở đây đó là vùng 29, và gần như thì trong tuần vừa qua thì VRE cũng đi ở trong một cái biên rất là hẹp, và nó chạm về cái vùng hỗ trợ dưới đó là vùng 27.5 đến vùng 28 thì bật lên. Đây, đó, chạm hai cây chạm thì đều bật lên, và như vậy thì xu hướng trong ngắn hạn thì VRE sẽ cần phải về lại được vùng 29 và phải có hay không một cái cây nến xanh. Đó, có một cái cây nến xanh nó ngồi ở đây, nó vượt thoát vùng 29 với một cái lực cầu khoảng trên 10 triệu cổ phiếu. Thì khi đó sẽ chính thức xác nhận là VRE sẽ đánh một cái sóng nó dài hơi hơn. Còn ngược lại, nếu mà cổ phiếu vẫn cứ lình trình đi ngang, không vượt thoát được vùng 29 thì chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát. Vượt thoát vùng 29 với vốn xác nhận trên 10 triệu cổ phiếu, ok, các tài khoản chúng ta có thể mua thêm. Vị thế của đối với mã cổ phiếu VRE. Cổ phiếu Sabico trong nhịp này thì cũng đang dự kiến ở khoảng vùng 210, và đây là một cái mã cổ phiếu mà cũng dành để kéo điểm số. Trong tuần vừa qua thì VRE cũng xin lỗi cả nhà, Sabico đã đạt được cái mốc cao nhất ở khoảng vùng 209 đến vùng 210, như vậy cách khoảng tầm 1.000 nữa. Đó thì về đến cái điểm mà target, và sau đó thì Sabico đã có một nhịp chỉnh giảm. Chỉnh giảm như thế này thì cũng khá là ok rồi. Cuối tuần lại kéo lên lấp lại hết hai phiên chỉnh giảm, và xu hướng thì vẫn kéo về vùng 210. Vinamilk cũng là một cái mã cổ phiếu mà có dự báo về cái tạo lập sẽ sử dụng để kéo. Và chúng ta thấy rằng là trong cái tuần giao dịch mới, tức là tuần giao dịch số 134 này, thì để thị trường kéo tiếp thì phải cần nhờ trụ, bởi vì trụ đã nghỉ ngơi quá là nhiều rồi. Đó, thì bắt đầu dòng tiền sẽ tập trung để kéo trụ. Ví dụ như Vinamilk đã có khoảng 3 tuần. Đó, 3 tuần nghỉ ngơi để công cái vùng giá 112, là cái vùng kháng cự 112.5 ở đây. Đó, thì có phiên ngày hôm qua thì công qua nhưng là không giữ lại được, phiên này thì có một điểm test nhẹ đóng cửa khoảng vùng 112.6. Về mặt tín hiệu kỹ thuật như thế này thì tạm ổn và tạm ok. Trong tuần tới thì tài khoản mở mua mới ở thời điểm hiện tại đối với Vinamilk. Đối với Vinamilk thì chúng ta cũng có thể mở mua mới ở đây. Còn các cái tài khoản mà đã mua được ở những cái vùng hỗ trợ 118-109 á, trong tuần tới chúng ta sẽ canh lại. Vinamilk có thể sẽ có những điểm test nhẹ đây này ở
khoảng vùng 111.5, khoảng vùng 111.5 không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở trên khoảng 2 đến 3 triệu cổ phiếu thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia Vinamilk. Mã cổ phiếu VRC thì đánh giá về nhóm ngành hàng không thì các anh chị nhớ lại cái cách phân tích của ông Lê, đó là khi mà các chuyến bay thương mại bị dừng lại thì có thể là đấy là một cái thông tin xấu đối với nhóm ngành hàng không, nhưng trên cái ý đồ tạo lập thì có nói rồi, VRC sẽ là tiếp tục là kéo lên. Và kéo lên thì sẽ kéo như thế nào? Đó là từ vùng hỗ trợ 116.3 sẽ kéo qua vùng 120, và trong cái đích đến này thì VDC có thể kéo về vùng 125 đến khoảng vùng 127 đây. Đó, và trong tuần thì VDC đã có một cây nến kết tuần tương đối là đẹp, và với cái lực kéo của VDC như thế này thì xu hướng sang tuần VDC sẽ đi về vùng 125 đến khoảng vùng 127. Cổ phiếu HVN, HVN trong nhịp ngắn này thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến. Hỗ trợ vùng 26 và kháng cự vùng 28 thì đối với HVN thì chiến thuật trong cái thời điểm hiện tại đó là vùng hỗ trợ thì chúng ta mua và vùng kháng cự thì chúng ta bán. Một mã cổ phiếu cực kỳ là đẹp, cực kỳ có duyên với Hùng Lê, ACV. Cái mã này phải nói là gần như là Hùng bắt tuyệt đối. Chính xác là bắt tuyệt đối, chưa bắt trượt lần nào, và các cái điểm mà bắt thì cực kỳ là đẹp. Đó, điểm bắt gần đây nhất là vùng 61 đến vùng 62 để chúng ta xây lên cái target 70. Sau đó thì cổ phiếu này có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây vùng 70.5 thì chúng ta xây lên vùng 8x, và với tín hiệu của tuần vừa qua, đúng không ạ? Khi mà kết thúc bản tin tuần trước là ông có nói đến cái vùng 72.5 đấy các anh chị, đây là cái điểm hỗ trợ của nó, và cổ phiếu này có hai phiên test nhẹ nhàng ở quanh vùng này trước khi mà dồn lực để đánh ba phiên kết tuần, và cái đích đến của chúng ta đã xây đó là ở vùng 8x đối với mã ACV thì hoàn toàn là khả thi. Một mã cổ phiếu nữa mà trong team Hùng Lê hiện tại các anh chị cũng đang nắm rất là nhiều, mã cổ phiếu AST. Tính cơ bản của AST thì các anh chị có thể xem lại, nhưng Hùng chủ đạo là Hùng sẽ dành để Hùng phân tích một cái yếu tố về mặt tạo lập, về mặt kỹ thuật. Thì lịch sử tạo lập của ST là ST đánh từ vùng 60 và lên đến khoảng vùng đâu đây ạ? 60 lên đến khoảng vùng giá 80, 90 gì đó. Đó thì như vậy là một cái gen tăng cũng tương đối là tốt, tương đối là ok. Đó, vậy thì trong cái nhịp này, đó, bắt đầu chúng ta nói đến cái câu chuyện AST ở những cái vùng hỗ trợ thấp ở đây, những cái vùng hỗ trợ thấp ở đây đó là khoảng vùng 44.5 đến khoảng vùng 45.5, và chúng ta có một cái điểm xây target đầu tiên ở vùng 53, sau đó thì chúng ta xây cái điểm thứ hai là điểm 57, và cái vùng 57 này là cái vùng mà sẽ xác nhận cái xu hướng tăng trung hạn của AST. Và sau tuần vừa qua thì suy soát là lên đến 56.9 các anh chị, trên 56.9, trên 57 thì như vậy là một con số phân tích cũng phải nói là gần như tuyệt đối về mặt target. Và về đến đây thì AT sẽ có những điểm chỉnh kỹ thuật ở đây 54.8 đến khoảng vùng 55.5. Cái mã cổ phiếu này ấy, nó đánh chậm, nhưng mà trên một cái trend dài thì rất là ok. Và ở những cái tài khoản mà cầm hàng dài á, thì đã có AST trong tài khoản của mình rồi. Mã cổ phiếu BVH, BVH cũng là một mã cổ phiếu đây, Lồng có nói rồi, thị trường muốn tăng được, muốn đi được thì phải kéo trụ, và BVH cũng là một cái trụ mà chúng ta cần phải nói đến cái câu chuyện là tạo lập. Thì đối với BVH ở trong nhịp này hỗ trợ 54 đến 55, kéo lên đến vùng 56, hiện tại đây cái vùng kháng cự đến 56, và trong tuần thì BVH đã có những nhịp kéo lên 58 và test lại cung 56 không gãy như này, nó là tích cực. Và trong cái xu hướng về tạo lập, kỳ vọng là nhịp này BVH sẽ kéo về vùng 60. BVH kéo về vùng 60 và có thể nói là BVH cũng đã bắt đầu hình thành được một cái kênh xu thế tăng trung hạn. Và cái kênh xu thế tăng trung hạn này được xác nhận ở vùng giá 53, tức là cái vùng mà chúng ta phân tích và đánh giá ở bên này. Đó, và đến cái thời điểm này thì lúc mà có thể thấp hơn một tí đây này, vùng 52, chính xác nó phải là vùng 52. Ở cái vùng 52 thì BVH cũng đã xác nhận một cái kênh xu thế tăng dài từ cái vùng này, và đây đang là những cái điểm
về mặt kỹ thuật là một cái chen thăng, một cái chen up của BVH, thì các anh chị đang nắm BVH chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm. Cổ phiếu Mansan chúng ta bắt đáy, và cái điểm trừ của Mansan hiện tại là dòng tiền, dòng tiền. Nhưng không sao cả, cái điểm mà chúng ta bắt ở đây đó là điểm 80.5 trong cái nhịp này thì khá là ok. Và trong cái điểm bắt này thì cũng đang đánh giá rằng cổ phiếu này sẽ đi về khoảng vùng 88. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy về đến gần vùng 88 cổ phiếu sẽ chỉnh lại. Và những cái điểm chỉnh kỹ thuật này đẹp nhất ở khoảng vùng 83.5, không gãy thì Mansan sẽ tiếp tục hồi phục. Và cái câu chuyện là chúng ta đang kỳ vọng ở điều gì của Mansan, đó là kỳ vọng Mansan sẽ đánh có một cây nến xanh ở bên này và đánh vượt thoát vùng 88, thì khi đó chúng ta sẽ xây ở những cái điểm target tiếp theo của Mansan. MWG, đối với MWG thì cũng có phân tích rồi. Về nhìn cái trend kỹ thuật của MWG thì cái cổ phiếu này cũng là cổ phiếu dùng để kéo thị trường. Thời điểm hiện tại trong tuần 112 đến 113 đấy là điểm tích lũy của MWG, và điểm đến tiếp theo vẫn để ở target vùng 120. Không có gì thay đổi, nghĩa là cái vùng hỗ trợ này mà không bị gãy thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh về vùng 120. Cổ phiếu PNG, nhắc đến PNG thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà rất là bất thường và nháo nhác, các anh chị trên team cũng lên nháo nhác, ô tại sao sàn, thì cái câu chuyện là gì? Một cái phiên sàn như này nó sẽ không đánh giá được hết các yếu tố tổng cục của cổ phiếu. Bây giờ nói như vậy thì các anh chị bảo là Hùng nói sau hay là nói trước, thì câu chuyện nói sau và nói trước nó không có quan trọng lắm. Đó, nhưng mà trên ngày hôm qua là rất là trên Zoom thảo luận. Đó, sẽ tìm lại ví dụ như vậy, một cái câu chuyện về PNG. Đó. Thì chúng ta là rất là đó, thì rất là hoảng loạn, nhưng mà có phân tích lại một cái câu chuyện là PNG, nếu như mà đây là một cái hiện tượng rất là bất thường và ngày mai mà chúng ta chỉ cần lấp lại được cái vùng 75 thì như vậy là rất ok. Còn ngược lại, nếu mà cái tạo lập mà không lấy lại được, lấp lại vùng 75 thì như vậy là xấu. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta bình tĩnh trong mọi trường hợp. Và đến ngày hôm nay thì PNG nhảy gáp luôn. Đó, đóng cửa 77.4, và như vậy thì chúng ta có thể xác nhận lại cái vùng 75 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của PNG ở trong nhịp này. Và từ vùng 75 thì chúng ta vẫn kỳ vọng là PNG sẽ đánh về vùng 8x và mạnh hơn sẽ là ở đây ở bao nhiêu đấy, khoảng vùng 83-84 gì ở đây này, đối với mã cổ phiếu PNG. Rồi, chúng ta đi phân tích mã cổ phiếu nhựa Bình Minh đẹp như mơ, đúng không ạ? Thì mã cổ phiếu Bình Minh sau một cái nhịp mà chúng ta đánh rất thành công ở trend bên này, tiếp tục mà chúng ta lại bắt tiếp nhịp thứ hai ở vùng 52.5 đến vùng 53.5, cái này Hùng sẽ không nhắc lại nữa. Và chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện là trong cái bản tin tuần chúng ta nói đến cái câu chuyện là vùng 60 của BMP là vùng cá ở trên bờ, và chúng ta thấy rằng những cái điểm mà test cung lại ở đây, sau đó thì Bình Minh đã có một cái nhịp đánh lên và chúng ta đang xây Bình Minh ở target ở vùng giá 7x. Và trên con đường đi về 7x, Bình Minh đã đi được đến vùng 66-67 rồi. Nó đang có những cái điểm test lại, và những cái điểm test cung này ở đây sẽ ở khoảng vùng 63.5 đến vùng 65, không gãy. Đây, những cái điểm test cung thấp này là cực kỳ đẹp, và sau đó lực cầu trở lại chúng ta sẽ tiếp tục hành trình về vùng 7x. Mã cổ phiếu APH để chúng ta xem tạo lập của APH nào. Như thế này là xấu rồi, mà cũng thực sự là chưa phải là xấu, cái mã này gần như tiền nó không ra luôn. Đó, thì như vậy là em ấy sẽ về lại vùng hỗ trợ đây, về lại vùng hỗ trợ 85, đang về lại vùng hỗ trợ 85 và sẽ đánh lên. Và cái mã cổ phiếu APH này thì cũng không có khuyến nghị đầu tư, nó đánh hơi chuối nên là chúng ta chỉ view thôi. Mã cổ phiếu DAG không có gì thay đổi cả, cái vùng hỗ trợ ở đây là 6.4 và vùng kháng cự là vùng 7.2. Trong nhóm nhựa chúng ta có khuyến nghị đầu tư mã cổ phiếu Bagona, và đến thời điểm hiện tại thì Bagona hình như là cũng đã các cái điểm mua cuối cùng thì đã kết thúc, và Bagona đang có những cái nhịp test lại ở vùng 12.6 đến vùng 13, không gãy. Mục tiêu của chúng ta sẽ là vùng 14, các điểm mua không còn khuyến nghị.
Nhựa Tiền Phong trong tuần vừa rồi có mở điểm mua và cái vùng mua xem lại, bây giờ nhiều mã cổ phiếu quá cũng không không nhớ nữa. Nhựa Tiền Phong khuyến nghị mua là ở vùng nào nhỉ? Nhựa Tiền Phong ở vùng 35 35.5, canh nhịp nhún để vào hàng. Lấp gáp đẹp ở vùng 36 3 3666. Nói chung là ở vùng đây, 33 mấy đây này. Thì khi mà Nhựa Tiền Phong nó có một cái phiên đánh ngồi lên trên cái vùng giá 35 thì cũng đã có tính toán một cái tọa độ để kỳ vọng rằng nhịp này là Nhựa Tiền Phong sẽ đánh về 4x, và phiên ngày hôm sau thì em ấy đánh lên một vống lên một cái, sau đó thì nó sẽ test lại, và những nhịp test lại đây cũng đang tính toán ở khoảng vùng 36.3 36.5, ở vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom lại trong một cái kỳ vọng về nhóm nhựa nói chung và Nhựa Tiền Phong nói riêng sẽ có một cái nhịp tăng tốt. Gì cổ phiếu già cỗi và cổ phiếu chúng ta đánh xổ số đến thời điểm hiện tại rồi, ok. Gì trong cái nhịp đánh từ vùng 42 à, 42 chúng ta xây lên đâu đó, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta xây lên đến tận vùng 50. Xây lên tận vùng 50 và đạt được mắc ở tuần trước đó, và cổ phiếu này chỉnh thì chúng ta đã tìm về một cái vùng chỉnh khá là đẹp, vùng 46. Trong tuần thì đã có 3 phiên bật lại từ vùng 46, và với cái xu hướng hiện tại như này thì vùng 46 46.5 được xác nhận là cái điểm hỗ trợ của cổ này, phiếu này rồi, và cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh chạm về vùng 5x. Về đến vùng 5x thì chúng ta sẽ quan sát thêm, nhưng cơ bản cái nhịp này là đánh về vùng 5x đã. FPT chúng ta sẽ phân tích một số các mã ngành công nghệ. FPT đã khuyến nghị mua thêm sau khi mà FPT hoàn thành cái điểm test kỹ thuật ở đây ở vùng 55 đến vùng 56. Đặc tính đi của FPT nó là đi chậm chậm và chắc, nói chung là đi đến đâu xây chắc đến đó, và trong cái nhịp này thì kỳ vọng FPT sẽ đánh chạm vùng 6x. DGW cái cách đi của DVGK cũng rất là hay, sau khi mà em ấy tạo thành được một cái nền mới thì em ấy sẽ lừng khừng, em ấy sẽ đi ngang đó, và nó sẽ có những cái điểm bật về mặt kỹ thuật, và những cái điểm bật về mặt kỹ thuật các anh chị có thể nhìn thấy đây đó, khi mà cái tín hiệu dòng tiền đi ngang nó giảm xuống và sau đó cái tín hiệu dòng tiền nó bật ngược lên thì đồng nghĩa với việc là lúc đó là thời điểm mà chúng ta có thể tăng tốc để chúng ta mua cổ phiếu. Thì bây giờ này đó, nhìn nó đơn giản vậy thôi, em này em đang cắm đầu đi xuống đúng không, đây bắt đầu ngóc đầu này, thì cái cách tạo lập của em này nó cũng như vậy thôi, nó sẽ có những cái vòng cung ở đây, nó đi 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 và bắt đầu mình nhìn thấy những cái tín hiệu dòng tiền vào, và khi nào mà nó chiêu lên một phát như này thì lúc đó là chúng ta sẽ mua thêm một chúng mua tăng tỷ trọng. Trên ý đồ tạo lập thì vùng hỗ trợ của DigiWall ở vùng 73.5 đến vùng 75, ở vùng này không gãy thì chúng ta cứ cầm nắm chờ dòng tiền quay trở lại và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và ở lại với mã cổ phiếu này. Cổ phiếu CMG hơi yếu, vẫn trong một cái trạng thái lình xình đi ngang đó, dòng tiền nó cứ đi như này thì làm sao mà tăng nổi trời. 32 vùng 32 vẫn là vùng hỗ trợ, những anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta sẽ kiên nhẫn thôi, không có cách nào khác cả. Mã cổ phiếu ITD vùng vùng xác nhận cái vùng mà chúng ta có thể cầm dài cầm lâu hơn, đó là vùng 9 đến vùng 9.5. À, xin lỗi cả nhà, 9 đến vùng 9.26, đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, và cổ phiếu này thì cũng sẽ nhìn ở trên trend tuần hơn là trend ngày, bởi vì nhìn trên trend ngày nó khó chịu lắm. Và lịch sử tạo lập của em này cũng đánh từ vùng 3 lên đến tận vùng 18. Ui, thích quá. Kỳ vọng nhịp này nó đánh từ vùng 9 mà lên đến khoảng vùng 15 là 10 11 12 lên đây là thấy ngọt lắm rồi, chứ còn nếu mà đánh thế thì hơi sợ đúng không? Rồi, Novaland. Novaland. Ở cái mã cổ phiếu Novaland này nó bắt những cái điểm hỗ trợ cũng gần như là cực kỳ chuẩn. Đó, trong một cái nhịp đánh của Novaland ở đây các anh chị có thể xem lại này, từ tháng 4 đó là bắt từ cái vùng giá 52 mà lên đến tận vùng giá 64 65, và trong cái nhịp này cổ phiếu bắt đầu chỉnh. Chỉnh thì cũng có nói đến đây vùng hỗ trợ 60, và anh chị có thể nhìn thấy trong tuần vừa qua là từ vùng 60 này thì cổ phiếu bắt đầu bật tăng quay trở lại. Bật tăng quay trở lại thì nó lại chạm xuống sang kháng cự 65 rồi.
Đó, chạm chạm kháng cự 65 thì khả năng nó lại đổ thôi, nó lại chỉnh kỹ thuật thôi. Đó. Thì bắt được vùng hỗ trợ để chúng ta có thể mua cổ phiếu và bắt được vùng kháng cự để chúng ta ra hàng. Cổ phiếu Cotecom CTD. CTD đã có một cái nhịp chúng ta bắt lại đáy ở đây và chúng ta phân tích một cái sóng lên của Cotecom, và đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu này chạm vùng 7x. Sau khi chạm vùng 7x thì Cotecom sẽ tức là cái vùng 67 là chính xác, là chúng ta đi xây dựng là cái target của Cotecom là ở vùng 67 các anh chị nhé. Đó, chúng ta đi xây dựng Cotecom ở vùng 67 và trong tuần thì Cotecom đã đạt được vùng 67. Và sau khi đạt được vùng này thì cổ phiếu sẽ như nào? Sẽ test cung và cái vùng 67 này trở thành một cái thành trì, thành một cái điểm hỗ trợ của kỹ thuật của Cotecom trong một cái nhịp mà Cotecom sẽ đánh về vùng khoảng 75 đến vùng 80. Hoàn toàn khả thi, và Cotecom sẽ có những cái điểm test kỹ thuật anh chị chưa dạy được đâu. Sau khi mà nó bươn qua này nó cần phải có những cái nhịp test và các cái điểm test hỗ trợ của cổ phiếu này ở vùng 67 đến khoảng vùng 70, à xin lỗi cả nhà, đây cái nón dưới này vùng 67 đến vùng 68.5, đây là vùng mà chúng ta sẽ quan sát cái tín hiệu kỹ thuật, bởi vì là Cotecom là cũng biết rất nhiều những anh chị là bắt 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 vòng vo từ bên này cơ đó, nhưng mà Cotecom đến cái đoạn dưới này thì Hùng mới khuyến nghị bắt, chứ Hùng không bắt ở những cái điểm lưng chừng này đó. Cái cách là như vậy, và khi anh chị về với team của Hùng Lê thì sẽ được có những cái điểm phân tích về mặt kỹ thuật rất là cụ thể, rất là chính xác trong một cái quá trình đi lên của cổ phiếu. HTN đến thời điểm hiện tại là chúng ta xây cái target của HTN ở vùng 45, và cái cổ phiếu này cái tính tạo lập thì nó cũng dễ để nhận biết thôi, và đến thời điểm này thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 43 đến vùng 45. 43 không gãy thì như vậy là em ấy cứ đi ngang đi ngửa đây một thời gian, và cái cách đánh của nó là nó đánh rất dốc, khoảng 3 4 phiên tăng mạnh liên tục và sau đó đi xây nền. Đấy là đặc tính của HTN. HDC. HDC là đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, ba gần như là 32 trên 32, và với cái lực đi này thì chắc chắn là hôm nay là 31.9, 31.9, và HDC thì đã khuyến nghị mua thêm đó các chị. Tức là cái cách mà trong team của ông Lê vận hành á, là khi cổ phiếu còn trend tăng và nhận thấy được một cái lực đi tiếp của thị trường, lực đi tiếp của cổ phiếu, thì ông sẽ khuyến nghị các cái điểm mua, gọi là điểm mua bất thường. Tức là chúng ta sẽ tăng mua thêm 100% tỷ trọng đến 50% tỷ trọng đang đang nắm, thì cách đây 4 ngày, 4 ngày. Và khi mà cổ phiếu này bay mốc 28 thì chính thức là ở các cái điểm test cung, và tiếp tục đây, phiên nay lực cầu ổn định và các tài khoản thì sẽ canh nhịp nhún chung của thị trường để mua tiếp từ 50 đến 100% tỷ trọng. Đó. Và mô hình test cung HDC dự báo thành công ở vùng 28, tức là sau khi cổ phiếu kéo lên ở vùng 28 và test cung lại thành công. Đó, trong cái một cái nhịp đó HDC các anh chị nhìn thấy Hùng đi xây đấy, chúng ta đang đi xây và xây đến tuần này là xây đến 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 điểm 32. Rồi sau đó thì lại căn cứ cái tình hình thực tế của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới đó, Hùng sẽ xem cái sự vận động của HDC ở vùng 32 này. Ok thì Hùng sẽ xây lên vùng đây, đang để sẵn ở đây, đây đang để sẵn ở đây khoảng vùng 35, nhịp này khả năng là hoàn toàn ok, nhưng mà sẽ cần thêm cái sự vận động của cổ phiếu đó. Tại sao là Hùng lại cần cái sự vận động của cổ phiếu ở vùng 27 đến vùng 28 rồi Hùng mới khuyến nghị mua thêm để đưa lên target 32? Nó có lý do và nó có một cái cách phân tích và có một cách nhìn nhận trong cái hệ thống phân tích của team Hùng Lê, và các anh chị mà đã vận hành được như vậy thì nó sẽ rất ok. Rồi, mã cổ phiếu HDG hoàn toàn tương tự như là HDC, thì HDG đến thời điểm hiện tại Hùng đã xây lên đến target ở vùng 32. Đó, và ở vùng 32 rồi thì nó có vùng 36, 37, 38 không? Hoàn toàn có thể có. Nhưng cái câu chuyện là đến vùng đây thì tôi phải dừng lại đã, tôi phải quan sát đã để tôi xem là ông ấy vận động từ vùng bao nhiêu? 30.5 đến vùng 32. Đó, xem cung cầu đây như nào, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống này là anh ấy phải chỉnh cái này. Đó. Hiểu chưa? Nó chỉnh xong rồi thì xong đó là dòng tiền đây bắt đầu, đoạn này nó bắt đầu nó view đi lên thế này này, cổ phiếu nó cũng chill đi lên thế này, đó đơn giản như vậy thôi. Đây là một mã cổ phiếu, những mã cổ phiếu rất là thành công trong cái nhịp phân tích của ông Lê, HPC cũng như vậy, không có gì cả.
HBC là hiện tại thời điểm là chúng ta sau những cái nhịp đây, chúng ta đi bắt đầu từ đây là bắt đầu mua này, 10.2 đến 10.4 này, và chúng ta xây xây. Và từ vùng ở đây là vùng chỉnh kỹ thuật 12.1, 12.5 không gãy, chúng ta đi xây lên khoảng vùng 14, thì về mặt lý thuyết là cái target 14 trên 14 của HBC là đã đạt rồi. Đã đạt từ từ tuần trước cơ. Đây đã đạt rồi. Và từ đây thì sẽ có những cái điểm chỉnh về mặt kỹ thuật, tức là nó sẽ bẻ bẻ kỹ thuật một tí ở đây. Thì những điểm bẻ kỹ thuật thì cũng đánh giá ở vùng 13.5, ok. Và phiên ngày hôm nay thì HBC có một lực cầu khá là tốt, 9 triệu cổ phiếu. À 14 triệu, và để đưa cái nhịp này về lại xu hướng trong cái nhịp này mà chúng ta đưa cái target của HBC ở khoảng vùng giá 15. VCS thổi hồn vào đá. Đấy, có cái quảng cáo này khá là hay, nhớ mãi đúng không? Chuyên về gạch đá đây rồi. Ở trong phân tích kỹ thuật đúng không? Chúng ta cũng đã đưa cái target của em này ở vùng 8x, và từ vùng 8x này đang có những điểm test cung lại, đang chờ một cái cây nến xanh chồm chỗm này ngồi vượt thoát vùng 80 một cách thuyết phục. Nhưng mà cây nến này nó chưa thuyết phục, bởi vì cái lực cầu nó đang kém quá. Lực cầu nó tốt thêm một tí nữa, và xu hướng ấy, về mặt xu hướng của em này thì về vùng 90 là khả thi thôi, nhưng mà nó phải vượt lên một tí, nó thể hiện một cái sức mạnh mẽ lên một tí, nhưng mà đến thời điểm hiện tại cũng chưa nhìn thấy cái sự mạnh mẽ đó, nhưng xu hướng là ok. Các điểm mua thì cũng sẽ chờ. Thực ra là các tài khoản mà chúng ta mua là mua VCS ở ở những cái vùng thấp thấp ở dưới này này. Chính xác nó là vùng 69 đến vùng 70 trong một cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây này. Rồi, Đạt Phương DPG công lại vùng 3x lần 2. Đối với Đạt Phương á, là chúng ta đã bắt lại cái vùng chốt ở vùng 3x á, ở cái vùng này, vùng 27.5 đến vùng 28, và bây giờ Đạt Phương lại về lại cái vùng 3x. Thế kịch bản Đạt Phương như thế nào? Thì đối với Đạt Phương là ông đang kỳ vọng một cái sóng dài. Sóng dài ở đây có nghĩa là gì? Là Đạt Phương phải đánh vượt vùng 3x để đi về một cái sóng ở bên này. Và đến thời điểm hiện tại thì ông sẽ xác nhận rằng cái vùng 27.5 đến vùng 28 đây là điểm điểm trung hạn của cổ phiếu đó. Và điểm trung hạn này thì các anh chị hiểu được là đấy là cái vùng mà có thể bẻ pha xu hướng để cổ phiếu đi về một cái sóng tăng. Đạt Phương thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm. Điểm mua thì cũng sẽ có những cái khuyến nghị thêm ở mã cổ phiếu CRE. Chúng ta đi xây target 34 trên 34, và chính thức là trong tuần này thì cổ phiếu đã đạt cái target này, và đạt xong thì cổ phiếu sẽ chỉnh. Những điểm chỉnh kỹ thuật của cổ phiếu này cho phép ở khoảng vùng 31.5 không gãy, lực cầu như thế này là ổn định rồi, và xu hướống là sẽ đánh chạm về vùng 34. Vượt thoát được 34 thì cũng sẽ đi có một cây nến xanh vượt thoát ở đây thì cũng sẽ đi xây những cái target tiếp theo của CRE. CRE cũng là một mã cổ phiếu rất là thành công. Rồi, trong tuần vừa rồi có khuyến nghị mua thêm mã cổ phiếu C32 ở vùng giá đâu đó 24.5. Và C32 thì nhịp này khoảng 26 27 chốt, tức là chúng ta đánh T cộng đối với C32. Mã cổ phiếu sell thì chúng ta phải xác nhận với nhau đó là sell thì phải cầm dài. Đó, và rất nhiều những cái lần phân tích thì cũng có nói rồi, đó là cái vùng của sell khoảng vùng 6.67, đấy là vùng xác nhận cầm dài. Chờ đến lúc sell nó có những cái đặc khu kinh tế rồi vân 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 vân, các cái hệ thống đầu tư tại Phú Quốc, thì cái đó thì sell nó mới đánh tăng giá được. Và cái cách tạo lập của sell thì cũng có phân tích của anh chị rồi, đó là nó đánh khoảng tầm độ trong vòng 1 đến 2 tuần nó đạt đủ target đó. Có thể là cổ phiếu này các anh chị cầm 5 2 tháng, nhưng mà đến tháng chỉ cần một tuần của tháng thứ hai thôi đó, thì nó sẽ đánh đủ target, tức là nó sẽ đánh pull phát lên đến tận vùng 10.5 đây, nó trong vòng khoảng tầm độ một tuần thôi, ví dụ như vậy. Tín hiệu kỹ thuật của sell hiện tại ở vùng 8 đang giữ lại tương đối tốt, tương đối và ổn định ở đây, thì như vậy là xu hướng của sell sẽ tiếp tục đánh, anh chị sẽ tiếp tục cầm. Mã cổ phiếu C2 đã có 3 điểm mua, à xin lỗi cả nhà, 2 điểm mua, và đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu xây điểm mua thứ ba. Khi mà cổ phiếu này đánh về vùng 19 và có những điểm trả cung ở đây, và những điểm trả đẹp ở khoảng vùng 18.2, 18.5. Ở điểm mua này sẽ là điểm mua thứ ba, và trong nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là từ cái điểm mua này C2 sẽ đánh vượt thoát vùng 19. Đây các anh chị này, C2 này, đó, ví dụ như vậy. Chúng ta hoàn toàn có một cái dòng thời gian về cổ phiếu 8 ngày này, đó. Đấy. Bắt
30% vị thế xong rồi bắt 50% vị thế ở cái vùng đâu đó ở khoảng vùng 17.1 đến 17.3. Đó là cái vùng mà chúng ta bắt ở dưới này, và sau đó thì chúng ta xây lên vùng 19 trả cung, không gãy ở một cái điểm kỹ thuật nào đó thì chúng ta vào tiếp. C2 đang khá là ok trong nhịp này. PVKA cổ phiếu này á, thì mọi người đang hơi sốt ruột, nhưng mà với góc độ cùng thì trồng cây thì nó phải từ từ nó mới ra quả thôi, nó không có sao cả. PVKA thì có vùng hỗ trợ đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật đây, chúng ta có thể mua thêm vùng 12-12.3 và kỳ vọng trong nhịp này đánh lên khoảng vùng 14.5 đến vùng 15, không có gì thay đổi cả. Mã cổ phiếu LGL. LGL thì đang chờ đây, đúng rồi, chính xác, em này là đang chờ vùng 4.6 đến 4.8. Đó, thay vì cái câu chuyện là chúng ta đua theo những cái phiên tăng trần như thế này thì bản tin video tuần trước các đồng đã có phân tích đến cái kịch bản mà cổ phiếu này sẽ bị đạp về lại đó. Đó, và các anh chị thấy là cái câu chuyện là chúng ta tiếp cận những cái vấn đề, những cái điểm mua nó rất là quan trọng. Nó thay vì câu chuyện đấy, rất nhiều nhà đầu tư là mua ở đây nhá, rất nhiều, nhưng mà với quan điểm của Hùng là mà không, từ từ 4.6, 4.8 về đến vùng này, ok, tích lũy ổn định ở đây chúng ta bắt đó, thì chúng ta đã thành công hơn rất nhiều những anh chị đã bắt ở trên này. Đất xanh DXG. Bản thân DXG thì chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện đó là chen tuần vào, cũng đang kỳ vọng đất xanh sẽ có một cái nhịp đánh nó tưng bừng ở phía trước, nó không phải là chỉ là cái target ở vùng 15. Thì đến thời điểm hiện tại là đất xanh chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 15/15. Và chúng ta xây đất xanh đâu đó từ dưới này thấp lắm rồi, chúng ta không nói nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi xây tiếp đất xanh về đâu? Về khoảng vùng giá 16.5 đến vùng 17 các anh chị. Khoảng tầm này, 16.5 vùng 17 hợp lý. Khi đất xanh không gãy vùng 14.5, nó sẽ có những cái điểm test ở vùng 14.5, vùng 15. Có một cái cây nến xanh mạnh ngồi đây. Đó, thoát vùng 15 thì lúc đó thì chúng ta sẽ tăng tốc các điểm mua bất thường. LDG đến thời điểm hiện tại rất nhiều những anh chị cũng đang cầm và chúng ta hơi sốt ruột một tí, nhưng với quan điểm góc độ của LDG là các anh chị sẽ phải xác nhận là cầm dài thì chúng ta phải có những điểm mua dài, đó là những điểm M6 hoặc là M6.5 cho một kênh xu thế tích lũy dài. Ở mã cổ phiếu DIG chúng ta xây dựng lên target 27.5 đến vùng 28, và trong tuần thì chính thức là những cái điểm mà chúng ta phân tích ở đây gần đạt. Sau đó cổ phiếu đã có một tuần chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và điểm này chúng ta sẽ gọi là cover lại ở vùng 24 đến vùng 24.5. Đây là vùng xác nhận DG đi tiếp được hay không, nó nằm mấu chốt ở đây, và sẽ quan sát thêm phiên ngày, các cái phiên giao dịch của tuần mới. Cổ phiếu Fecom FCN cũng đã có những cái khuyến nghị đầu tư, và cổ phiếu Fecom thì chia cổ tức nên là cái vùng giá 12.5 đến vùng 13 thì bây giờ sẽ xuống lại vùng 11.5 đến vùng 12 đây. Và đến thời điểm hiện tại thì Fecom cũng đang khá là ok. Trên góc độ kỹ thuật là đang nằm ở trên cái biên trung bình của cái biên một cái khoảng tầm 11.7 là ok, chưa có cái dấu hiệu vi phạm về mặt kỹ thuật, nên là chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm được Fecom. Cổ phiếu IDC IDC là chúng ta phân xem nào, chúng ta đi xây cái target của IDC ở vùng 35, và trong tuần thì cũng đã có những cái điểm tiệm cận vùng 35 và không giữ được. Đó, không giữ được. Thì con IDC này thì nó như vậy thôi, nó đánh dốc lên xong đó thì nó sẽ đi test cung tích lũy thêm 1 đến 2 tuần, và cái điểm mà chúng ta xác nhận với nhau đó là vùng 32 sẽ là vùng mà cổ phiếu sẽ giữ lại được ở trên đó để tiếp tục đi tiếp. Còn nếu mà gãy vùng 32 thì như vậy là hết chen. Nhưng về mặt trên ý đồ tạo lập thì vùng 32 Hùng đánh giá là sẽ rất là ok cho IDC trong xu hướng sắp tới. Mã cổ phiếu LCG cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta đi phân tích dài dằng dặc, và có một cái nhịp sổ số mua ở dưới này để
kỳ vọng lên đến vùng 12 và thực tế là target 12 trên 12 đạt được rồi. LCG có nhịp đánh về 13 và đang có một nhịp test cung rũ lại và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng này. Vùng 12 còn thì chúng ta sẽ nắm giữ tiếp, vùng 12 gãy thì có thể bán đi. Bởi vì như vậy là chúng ta cũng xác nhận với nhau là cổ phiếu nó chỉ đi được đến như vậy thôi. Cổ phiếu nhà Từ Liêm cũng là một mã cổ phiếu rất là khỏe và đến thời điểm hiện tại thì Hùng đang đưa cái target của cổ phiếu này lên vùng 24. Sau khi cổ phiếu đã có một nhịp đánh vượt thoát vùng 21.5 đến vùng 22, nhà Từ Liêm là có khuyến nghị mua thêm ở trong tuần vừa rồi nếu nhớ không nhầm, tại vì là hai ngày trước đang cân thêm tỷ trọng đây. Khi mà cổ phiếu đánh vượt thoát cái vùng 21.5 đồng nghĩa với việc là xác nhận là cái xu hướng cổ phiếu có thể đi tiếp cho cái nhịp target ở vùng 24. Chính vì vậy nên ông đã khuyến nghị là chúng ta sẽ mua thêm hạn mức bất thường. Cái cổ phiếu này thì nó cũng mới mới thôi, nhưng mà cái cách đi tạo lập của nó thì cũng rất là thích. Chính vậy nên là cũng có khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại là những cái tài khoản nào mà cầm mã nha là đã rất là ok rồi. Vùng khuyến nghị mua 14.5 đến vùng 15, đây là vùng khuyến nghị mua, và chúng ta xây target ở vùng 18. Gặp đến vùng 18 thì thường là cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật, nên là sang tuần tới thì khả năng nha sẽ cán cái cột mốc 18. Chỉnh kỹ thuật xong thì cổ phiếu đi tiếp được như thế nào thì cũng sẽ có thêm cả những cái phân tích tiếp theo. Và nhóm ngành xây lắp là một nhóm ngành mà chúng ta rất thành công trong thời gian vừa qua. Chúng ta bắt được những mã cổ phiếu trend tăng, trend up rất là đều đặn và phải nói là tăng chắc. Đó, và những cái mã cổ phiếu đó thì cũng đã phân tích, đã cập nhật cho các anh chị trong suốt cái chặng đường vừa qua. Chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Thì đi vào cái nhóm ngành dầu khí thì cũng sẽ có những cái chia sẻ sâu hơn. Thứ nhất đó là sau một cái giai đoạn mà nhóm xây lắp sẽ đạt được những cái target thiết kế, rồi nhóm banh, rồi nhóm chứng khoán, thì nhóm dầu khí sẽ phải là cái nhóm mà sẽ hút dòng tiền vào đấy, sẽ tạo dòng tiền vào đấy. Và cái thời điểm của những tháng cuối năm và có thể quý 1 của năm 2021 đó là sóng của nhóm ngành dầu khí. Đấy là những cái cảnh báo sớm. Vì sao mình lại bắt được những cái sóng ngành khu công nghiệp rồi sóng ngành chứng khoán? Đó, cái thời điểm mà SSI tí nữa chúng ta sẽ nói đến chứng khoán, SSI và HCM chưa tăng mấy, đúng không ạ? Thì Hùng đã liên tục cảnh báo các anh chị là chúng ta cần phải đánh mạnh cái nhóm ngành này. Vì sao lại như vậy, đúng không ạ? Dòng tiền cứ cuộn vào 10.000 tỷ một phiên thì nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành mà nó gọi là siêu lợi nhuận. Đó, siêu lợi nhuận các anh chị, và đấy là cái lý do để dòng tiền nó tiếp tục nó đánh nhóm ngành chứng khoán. Và chúng ta thấy rằng tí nữa chúng ta sẽ nói nhóm ngành chứng khoán nó tăng một cách khủng hoảng. Đó. Rồi, bây giờ đến gap thì trong cái phân tích tạo lập của Hùng thì Hùng có đề cập đến câu chuyện là gap hoàn thành target 85, bản tin tuần sẽ có những cái điểm test trả cung lại vùng 85 không gãy thì mục tiêu của gap sẽ kéo lên vùng 90. Bởi vì vì sao lại như vậy? Bởi vì gap cũng là một cái mã cổ phiếu mang tính tạo lập thị trường để kéo điểm số, và trong nhịp này thì gap hoàn toàn đạt được vùng 90, thậm chí mạnh hơn nó sẽ là vùng 100. Nhưng vùng 100 thì Hùng chưa kỳ vọng đến. Ở vùng 95 kỳ vọng lên ở vùng 95 thôi, còn vùng 100 thì chúng ta chưa kỳ vọng đến. Trước mắt sẽ là tuần tới sẽ công về khoảng vùng 90. Rồi, PLX thì điểm trừ của PLX đó là thanh khoản, nhưng điểm cộng của PLX đó là hoàn thành mục tiêu, nôm na nó là vậy. Chúng ta phân tích PLX từ cái vùng hỗ trợ ở dưới này 47.5 và đi về vùng 53, và kết tuần thì đóng đúng 53. Anh chị xem lại những bản tin cũ xem là có đúng như vậy không. Đó. Rồi thì về đến vùng 53 rồi thì cổ phiếu sẽ có những điểm trả cung, và những điểm trả cung đẹp ở khoảng vùng 52 không gãy. Dòng tiền của PLX đã có sự cải thiện rồi đó các anh chị, trên 1 triệu cổ phiếu. Một phiên là đã có một sự cải thiện rồi, và hoàn toàn kỳ vọng ở trong nhịp này PLX sẽ kéo lên vùng 55, mạnh hơn sẽ là vùng 6X. Nhịp này là nhịp của sóng P. Quý này là quý của sóng P, PVS. PVS thì cũng điểm mua thì đâu đó cũng hết rồi các anh chị, và bây giờ chúng ta đi xây target thôi. PVS có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây ở vùng 14.5 đến vùng 15 không gãy, và mục tiêu của PVS vẫn là xây về vùng 16.5 đến vùng 17 ở trong nhịp này. PVD target vùng 14, không có gì thay đổi cả, và anh phải về 14 đã.
Đó, về được vùng 14 thì khi đó thì chúng ta mới nói xây thêm được cái điểm tiếp theo. Bây giờ 14 chưa về được thì chúng ta sẽ chưa nói chuyện. Ở PVPVT. Ok, PVT mục tiêu của chúng ta đang xây ở vùng 13.5. Thì PVT là một cái mã cổ phiếu mà cũng rất nhiều những anh chị trong team của đây đang nắm, kể cả PVS, PVD là coi như là các anh chị gom hết hàng rồi đang ủ mưu chờ chốt thôi. Thì PVT là cái điểm 13.5 này rất là quan trọng. Khi PVT thoát được cái điểm 13.5 ở đây thì PVT sẽ chạy khá là thoát. Và mục tiêu ở trong nhịp này thì đang 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 kỳ vọng PVT sẽ đánh lên khoảng vùng được 14.5 đến vùng 15. Sau khi thoát vùng 13.5 ở đây, PVT trong nhóm P thì trong 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 tuần vừa qua cái dòng tiền đã bắt đầu đánh lại ba cái mã pen sau đó, ba mã pen sau. POVK thì khuyến nghị mua rồi thì không nói, nhưng mà mã cổ phiếu OI thì cũng đang tìm lại cái vùng 8.8 đến vùng 9. Ở vùng này dự là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật ở trong vùng này, không gãy thì đây là cái vùng mà sẽ khuyến nghị cho các anh chị vào 3% vị thế. Mã cổ phiếu BSR đang dò lại ở vùng giá 8 và một điểm dò thứ hai ở khoảng vùng 7.7. Đây là hai cái vùng mà chúng ta sẽ gom đủ cổ phiếu của BSR ở trong nhịp này. Trước khi mà BSR sẽ đánh về vùng 9 và mạnh hơn sẽ đánh về vùng 10 đối với BSR. POVK thì điểm mua đã hết rồi và các tài khoản trong team vùng lên thì cũng đang nắm thôi và đang chờ chốt ở target ở khoảng vùng 12. Ở trên góc độ kỹ thuật đó thì trong cái nhịp này thì POVK hoàn toàn đánh vượt vượt cái ngưỡng kháng cự 12 này. Tất nhiên chúng ta sẽ chờ thêm. Ở POVK nhịp này thì dòng tiền đi như này là ông đánh giá rằng đang rất là khỏe, đang rất là khỏe và mắc ở trong nhịp này có thể kỳ vọng lên khoảng vùng 13.2 đến khoảng vùng 14. 14 thì nó hơi xa xôi nhưng khoảng vùng 13 cộng. Đó thì hoàn toàn có thể khả thi. Ở nhóm dầu khí thì chúng ta có thêm mã cổ phiếu PET nữa. PET thì nó thiên về đầu cơ thôi và thời điểm hiện tại là PET đã đạt được cái target 16 đến 16. Ở chỉnh kỹ thuật không gãy vùng 15 thì chúng ta sẽ xây lên ở đây đó là vùng 17 đến khoảng vùng 18 đối với PET. Nhóm dầu khí của chúng ta có mã cổ phiếu PGS à. PGS, mã cổ phiếu này rất là hay. Đến thời điểm hiện tại là coi như là cổ phiếu cũng nằm trọn ở trong trong tài khoản rồi. PGS rất là lâu rồi khi mà chúng ta có phân tích những cái điểm mua của PGS đấy tận những cái điểm rất là dài trước này. Đây anh chị nhìn thấy là khi mà Hùng tiếp cận đến mã cổ phiếu PGS á, là trên trend tuần và cái điểm đó là cái điểm mà lúc đó là cổ phiếu PGS mới có ở vùng giá 14.5 đến vùng 15 thôi. Và đây là một cái cây nến, đây các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cây nến này, thì Hùng sẽ view lại cho anh chị cách đây 29 ngày. Thì PGS là mã cổ phiếu Hùng thường nói, đó là Hùng sẽ phân tích ở trên biểu đồ nến tuần. Đây chính là thời điểm này đó, cái cây nến này đó, nó đồng ạ đúng không anh chị đó. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mình nhận diện thấy rằng là em này đang rất là ok và có những cái điểm đánh về mặt kỹ thuật, và chúng ta nhìn ở trên cái ý đồ tạo yếu tố tạo lập về trong lịch sử, tức là PGS đánh từ vùng đây 10 15 à lên đến vùng 35. 15 đến vùng 35 thì mình nói vui với các anh chị là bây giờ chúng ta phân tích cũng ở vùng 15 thì chúng ta không cần nhiều, chúng ta lên đến khoảng vùng 25 thôi thì các anh chị có thể tự nhân ra là chúng ta lãi bao nhiêu phần trăm. Trước mắt sẽ đánh chạm vùng 20, các điểm mua thì không còn nữa. Các anh chị mua sau thì chúng ta có thể chờ cái điểm chạm vùng 20 này thì khả năng là cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật. Cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật lại một nhịp ở đây và sau khi chỉnh kỹ thuật ở khoảng vùng 19 không gãy, lực cầu tiếp tục ổn định và có thể có một lực kéo đây, thì lúc đó thì chúng ta có thể canh mua thêm, những tài khoản đang cầm thì canh mua thêm ở khoảng vùng 19, nó là hợp lý với PVS. Và trong cái nhóm ngành dầu khí ấy, lại có một cái mã cổ phiếu nữa cũng rất hay đó, để phân tích cho các anh chị ai thích thì mua này. Mã này cũng ăn tiền này, ăn tiền như PGS luôn, đó là mã cổ phiếu PGD đó. Nhìn thì nó mỏng manh thôi nhưng mà PGD
Nhìn cái cách đi này, ôi đánh thế này rất là khó chịu đúng không? Các anh chị nhìn thấy như thế này quá là khó chịu luôn. Đó, mua phải vùng 28 rồi nó đạp phát xuống tiêu tiêu như này. Nhưng mà nhìn trên trên tuần nó đẹp chưa? Đẹp chưa các anh chị? Đẹp chứ. Đó, ý đồ tạo lập cái cách đi của em này nó cũng đi khiếp từ 15 mà cũng đánh lên tận 40 đấy, hoặc là ít nhất là cũng 35 đó. Vậy thì cái giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn mà nó đang tích tụ năng lượng, tích tụ dòng tiền, thì chúng ta làm gì? Chúng ta mua tìm ra một cái vùng hỗ trợ, và cái vùng hỗ trợ của em này đâu đó khoảng vùng 27 đấy, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Đó, cách tiếp cận vấn đề của Hùng rất đơn giản. Rồi nhóm ngành dầu khí chúng ta đi xong các anh chị, và bây giờ chúng ta đi phân tích một cái nhóm ngành cực kỳ quan trọng, rất quan trọng, xương sống của thị trường, đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Vietcombank, Vietcombank chính thức hoàn thành target năm bao nhiêu, 95 trên 95. Và sau khi hoàn thành cái target này thì Vietcombank đang có những điểm kéo lên và test lại cung, và đánh giá rằng những điểm test cung của Vietcombank ở vùng 95 96 ở trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, thậm chí trong tuần tới. Đây là mấu chốt vấn đề để giúp cho Vietcombank tiếp tục một cái hành trình đi lên và tạo lập và kéo Vietcombank, thì thị trường của chúng ta sẽ bay nóc các anh chị. Công thương tuyệt vời. Công thương chúng ta cũng đã bắt rất thành công, và đến thời điểm hiện tại là xây cái target 34 đến 34 là thành công rồi. Từ vùng 34 này cũng đã đẩy lên khoảng vùng 36 đến vùng 38. Ở lý do là thị trường đang còn lên thì công thương không thể không kéo đúng không ạ? Và khả năng công thương sẽ kéo về vùng đỉnh cũ của công thương, nó mạnh thì sẽ lên được khoảng vùng 38, mà không mạnh thì khoảng vùng 36 37 gì đó, nói chung nôm na là được. Các điểm mua không còn khuyến nghị nữa. Đó, khuyến mua là phải mua từ những cái vùng thấp thấp ở dưới. Đó, BIDV, một cái mã cổ phiếu mà cũng gọi là nôm na là mắng em ấy hơi nhiều, và cuối cùng thì em ấy cũng chịu đi. Thì biết là đây là một cái nhịp mà biết rơi đâu rồi, để xem lại là có phải đúng ngày 29 đúng không? Đó, đúng cái ngày là tạo đáy, các anh chị bán thống man tháo, và là biết cũng tạo đáy luôn. Và từ vùng đó thì trong đó thì cũng đã phân tích một cái điểm lên ở đây. Đó, điểm lên ở đây chạm lại vùng 43 thì chỉnh kỹ thuật ở đây. Không gãy vùng 41 đến 1.5 thì sẽ công lại về vùng 43, và trong tuần vừa qua thì biết đã công lại thành công vùng 43, và nôm na nó là còn vượt lên cả được vùng 44 nữa, rất là khỏe luôn. Phiên kết tuần thì Bit đã là một trong những cái nhân tố tạo hiệu ứng cho thị trường, và sang tuần tới thì Bit sẽ có thể sẽ có những cái điểm test trả lại cung ở vùng 45 không gãy, sau đó thì Bit sẽ tiếp tục ở một cái hành trình như này, và đối với thời điểm hiện tại là Bit là ngon rồi. Chúc mừng tất cả những anh chị em của chúng ta cầm Bit, và một cái trend tăng nó rất là chậm, nhưng mà cuối cùng thì cái thành quả của chúng ta cũng đã đến đúng không ạ? Rồi mã cổ phiếu BIDV, mã cổ phiếu ACB thì trước khi mà chuyển sàn thì nhiều anh chị hỏi Hùng là nên bán hay nên giữ, thì cái quan điểm của Hùng là bán với giữ nó phụ thuộc vào thị trường chung, thị trường chung của chúng ta đang tốt thì chúng ta giữ, thứ hai là phụ thuộc vào trend cổ phiếu, cổ phiếu đã có cái dấu hiệu vi phạm gì đâu đúng không ạ? Trong cái cách xây target của ACB đó là vùng 28, và sau 3 phiên chuyển sàn thì ACB đang nằm ở trên vùng 28 một tí tẹo. Về góc độ kỹ thuật là ACB có thể chỉnh kỹ thuật ở vùng 27.5, vùng 28 không gãy chúng ta tiếp tục cầm, và chúng ta cầm để làm gì? Chúng ta đang kỳ vọng, tất nhiên là cầm thì phải kỳ vọng cổ phiếu tăng, thì ông sẽ kỳ vọng là thị trường chúng ta sẽ tiếp tục đánh, và khi thị trường tiếp tục đánh thì ACB cũng sẽ là một mã cổ phiếu mà không thể thiếu trong cái nhịp đánh đó. Nôm na nó là như vậy. Rồi cổ phiếu MBB và Techcombank. MBB lùng đang xây ở đây là vùng 22 target, và trong cái vùng 22 này không gãy, những điểm chỉnh kỹ thuật không gãy ở vùng 20.5 đến vùng 21 thì MBB sẽ đánh về vùng 22, vượt thoát vùng 22 thì chúng ta sẽ xây lên target của MBB ở trong nhịp này khoảng vùng 24. Đó, vùng 24. Ta chờ một cái cây nến xanh như này. Đó, và khi có cái tín hiệu này thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích và có thể có những cái điểm mua bất thường ở những cái điểm này. Đối với tài khoản MBB chúng ta đang cầm, chúng ta tiếp tục cầm. Cổ phiếu TCB Techcombank. TCB có những cái điểm bắt đáy ở vùng 22. Đó, xong đó lên đến vùng 24 là Hùng đã khuyến nghị là cái phần mà chúng ta bắt được là chỗ đi. Rồi lên đến vùng 25 có những cái điểm test kỹ thuật ở đây, và Hùng đã khuyến nghị là mua thêm.
Đó, bởi vì là cổ phiếu tốt mà thì chúng ta cứ bán đi thì chúng ta lại mua thôi. Thì trong cái nhịp này thì Tech sẽ test lại vùng 25 không gãy, mục tiêu của Tech sẽ đi về khoảng vùng 27, mạnh hơn sẽ vùng 28. Tiếp tục kéo. Cổ phiếu HD Bank. Niềm tin cho HD Bank, niềm tin cho chị Thảo đây rồi. Nhưng mà đến thời điểm này là cũng chưa đẹp lắm. Sau khi mà HD Bank đã chính thức là hoàn thành cái vùng 22.5 trên 2.5 sau chia, thì cổ phiếu đang có những tuần test tích lũy ở vùng 22 đến vùng 22.5. Ở thời điểm hiện tại để nói về xu hướng thì nó sẽ chưa thể tăng được, dòng tiền đang hơi phập phù, nhưng trên góc độ kỹ thuật và nền tảng tích lũy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm HD Bank. Chờ một cái cây nến xanh đánh mạnh đánh khỏe vượt vùng 22.5 thì đấy là cái dấu hiệu để xác nhận rằng cổ phiếu này sẽ đi tiếp và đi tiếp lên đến khoảng vùng 24 thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xây xây sau. VP Bank đối với VP Bank đến thời điểm hiện tại là gần như VP Bank cũng đã đạt được một cái target là gần 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 với đỉnh cũ. Và trong cái target của VBank xây ở đây là vùng 29, và trong tuần thì đạt được mắc ở đâu? Ở vùng 28.8, cách 0.2 nữa đạt đến 29. Cách 0.2 nữa đạt đến 29. Và nó lại có cái điểm hỗ trợ lại vùng 28, thì đối với cách đi của VBank, anh chị quan sát ở vùng 28 không gãy. Đó, bây giờ cái vùng 28 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ, vùng 28 không gãy thì cái cơ hội mà VBank để kéo lại về vùng 29 và mạnh hơn, có thể đánh ở nhịp này VBank có thể đi về được đến khoảng vùng 3x. Còn các điểm mua thì bây giờ không còn được anh chị nhé, những cái điểm mua là xây ở đằng dưới, khuyến nghị ở đằng dưới thôi, còn đến điểm này là còn không có khuyến nghị bắt nữa đâu. VBank nếu không nhầm thì có khuyến nghị bắt bắt đi, không biết là bắt đi ở đâu này. Có khuyến nghị bắt thêm, còn bây giờ thời điểm này là không không còn điểm mua nữa. Rồi trong nhóm bank thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm các cái mã cổ phiếu bank cơ bản khác, ví dụ như mã cổ phiếu VIB. VIB đến thời điểm hiện tại, sau một cái nhịp chúng ta cân nhịp xổ số ở đây và những cái ý đồ tạo lập như này thì VIB vẫn sẽ tiếp tục tăng. Các anh chị quan sát cái vùng vùng 31 đến khoảng vùng 31.5, đây là cái vùng mà VIB sẽ có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây, không gãy ở vùng này thì xu hướng là sẽ đánh tiếp lại về vùng 35 đến vùng 36 của nhịp này của VIB. Mã cổ phiếu STB đã hoàn thành tuần vừa qua là đã hoàn thành vùng 16 trên 16. Sau đó thì STB có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây, vùng 15.5 không gãy. Đây là mấu chốt vấn đề để giúp cho chúng ta định lượng STB có thể vượt thoát lại vùng 16 và đi về vùng 17. Thì các anh chị quan sát tiếp cái vùng hỗ trợ này. Và với cái tổng thể của nhóm bank thì kỳ vọng tuần tới STB sẽ tiếp tục đánh. Mã cổ phiếu SHB cũng nhiều anh chị chúng ta đang cầm và chúng ta cũng hơi sốt ruột. Nhưng về lỗ thì nó không lỗ, nhưng mà nó chưa tăng được thôi, nó chưa tăng mạnh thôi. Em mới đang đi xây cái nền 16.6 đến nền 17 lâu quá. Tuy nhiên nếu mà cái nền này mà xây dài xây lâu thì cổ phiếu nó sẽ tăng dài được ở sau đó, nên cũng không sao cả, chúng ta sẽ kỳ vọng thêm những cái yếu tố ở đằng sau. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng SHB đánh vùng 18, vượt thoát 18, lúc đó chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Cổ phiếu Liên Việt Postbank cũng sau khi chuyển sàn và sau khi chia cổ tức thì cổ phiếu này chúng ta đang xây ở target 11.82 sau chia, chính xác nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta nâng lên chỗ này cho nó thành 12 đi cho nó chẵn anh chị đó. Rồi ok, sau khi chạm 12 cổ phiếu sẽ có những điểm test cung ở khoảng vùng 11.8 11.5 không gãy thì sẽ kỳ vọng là một cái lực đánh tiếp theo của cổ phiếu Liên Việt Postbank. Đây. Cổ phiếu này thì chúng ta tiếp tục cầm, điểm mua thì sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ có những cái khuyến nghị. Rồi, chúng ta đi phân tích mã cổ phiếu BBB.
Thì vì sao chúng ta đầu tư BVB là chúng ta nhìn vào VCI để chúng ta đầu tư BVB, bởi vì bản thân là những cái mã cổ phiếu mà mới lên sàn thì cũng thường ít khuyến nghị đầu tư, bởi vì chúng ta có biết nó như nào đâu, chưa biết được yếu tố tạo lập, chưa biết được cái tính thanh khoản và chưa biết được cái cách vận hành của cổ phiếu, nên là rất khó để mà chúng ta đầu tư. Tuy nhiên nhìn vào VCI thì Hùng bảo là VCI như vậy thì BVB khả năng em hút một tí nhưng nó cũng sẽ đạt được như vậy. Thì chính vì cái lẽ đó nên là từ những cái vùng 10, và chính xác nói đúng hơn là vùng 10.5, là đã có những khuyến nghị đầu tư và chúng ta đã có một nhịp từ vùng 10.5 lên đến vùng 14.5 ở đây. Rồi bây giờ em mới chỉnh về thì Hùng lại tiếp tục bắt lại vùng 11.5 đến vùng 12 cho cái vùng hồi phục lại ở vùng 3.5 đến vùng 14. Trong tuần thì BVB phiên giao dịch ngày thứ mấy đấy, ngày thứ năm thì đã đạt được 13.8, gần tiệm cận lại vùng 14, và phiên này thì ở một cái phiên nó hơi đuối. Tuy nhiên không sao, trên góc độ kỹ thuật thì ở đây vùng 12.7 đến vùng 13 sẽ là hỗ trợ của BVB. BVB cứ vận động ở trong này là ok, không có vấn đề gì cả, và khi nó đã tạo ra được một cái gap này thì nó sẽ lấp lại, nên là trong cái nhịp này thì vẫn hoàn toàn kỳ vọng là vùng 13.5 đến vùng 14, đấy là cái vùng của BVB. Trước khi mà phân tích VCI thì chúng ta nói cái bộ đôi này trước TVB và TVC. Vì sao lại nói bộ đôi này? Mặc dù nó cái tính đầu cơ rất cao nhưng trên góc độ kỹ thuật thì Hùng lại thấy rằng đây là cái bộ đôi cực đẹp, và các anh chị cũng có thể thấy rồi. Đó, chúng ta đi xây những cái target mà có thể nói là đẹp hơn mơ, đúng không ạ? Từ vùng 8.2 mà xây lên vùng 11. Sau đó vượt thoát vùng 11 thì đang xây lên vùng 14. Tức là nếu mà tính trừ 8.2, nếu nó đạt đến vùng 14 thì các anh chị có thể tính ra up được bao nhiêu. Và cái thanh khoản của nó cũng là tương đối ổn định, nó khoảng tầm độ 300-400 nghìn, thì chúng ta đầu tư khoảng tầm độ 20.000 cổ phiếu vẫn ok. Đó, thì chúng ta ở một cái góc độ chúng ta sẽ căn cái thanh khoản của cổ phiếu để chúng ta có thể chia cái cổ phiếu mà chúng ta có thể mua đó, để chúng ta đảm bảo về an toàn. TVB đang có những cái nhịp chỉnh lại đây, và những cái nhịp này sẽ rơi lại về vùng 11.5, không gãy vùng 11.5 sẽ là vùng đệm và cổ phiếu sẽ có xu hướng là đi về lại về vùng 13 đến vùng 14. Đấy là đang những cái target mà chúng ta đang xây của TVB. TVC cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đúng không ạ? Mặc dù là nó đầu cơ đấy nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là những cái phiên giao dịch của cổ phiếu này thường đạt trên 1 triệu cổ phiếu, và 1 triệu cổ phiếu thì chúng ta đầu tư được rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không bị kẹp lại, và con này thì chúng ta cũng đã có những cái nhịp phân tích rất là mạch lạc, và đến thời điểm hiện tại thì vùng 11.5 cũng trở thành một cái thành trì hỗ trợ cực kỳ chắc chắn của cổ phiếu trong cái target đi lên đến vùng 14. Từ vùng 10 mà lên 14 là 40%, các anh chị làm gì cho nó lại ạ, đúng không? Phân tích được những cái mã cổ phiếu tăng 40%. Rồi chúng ta sẽ đi sâu về nhóm ngành chứng khoán VCI. Nhìn VCI để chúng ta đánh BVB, nôm na nó là như vậy. VCI thì đến thời điểm này kháng cự 45, không có gì thay đổi, và hỗ trợ của em này ở vùng 40 ở trong cái nhịp bắt này. Sau khi về 45 thì VCI đang có những nhịp chỉnh, và các anh chị quan sát giúp vùng 43. Nếu vùng 43 không gãy thì chúng ta cầm tiếp, gãy 43 thì thôi chúng ta chốt đi. Bởi vì gãy 43 thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng nó rơi lại cái vùng nền tích lũy ở dưới này, thì chúng ta lại mua ở dưới này. Tội gì chúng ta giữ ôm lại làm gì, đúng không ạ? Đó, chúng ta bán chúng ta mua lại thế này. Rồi hai cái con đầu ngành, chim đầu ngành của chúng ta HCM. Thì nói đến HCM nó dài lắm các anh chị, nó dài đằng đẵng từ dưới này rồi. Và bây giờ chúng ta đã xây lên đến tận vùng 20 27.5, 27.5 chính thức là 27.5. Thì cái cột mốc này đã đạt ở trong tuần, và sau khi đạt xong thì cổ phiếu đang có những cái điểm test, thì HCM sẽ có những điểm test từ vùng 27 27.5 không gãy, lực cầu tiếp tục ổn định, và mục tiêu trong nhịp này HCM sẽ đánh chạm vùng 29 đến vùng 3x. SSI. SSI cũng như vậy, chính thức là hoàn thành cột mốc target 23 trên 23. Đây, cái mũi tên này ta đưa sang bên này tí cho nó dễ nhìn. Và sau đó thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm về mặt test cung, về mặt kỹ thuật là cực kỳ đẹp đó các anh chị này. Nó test vùng 22.5 này. 2.5 là test một phiên, hai phiên. Phiên này là phiên thứ hai. Bản thân phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà thị trường đạp nhưng gần như là SNI cực khỏe luôn. Đó, đạp xong nó kéo lên luôn. Thì với cái lực đánh hiện tại của SNI thì chúng ta cũng sẽ đưa cái target của SNI lên vùng 25 đến vùng 26. Cổ phiếu SHS
Đó, nhóm ngành chứng khoán nó đẹp như vậy các anh chị. Vì sao lại như vậy? Và chúng ta nói đến cái nhóm ngành chứng khoán này rất là sớm rồi. Những cái phân tích của ông Lê mà lẽ ra những cái phân tích này sau này khả năng là hội viên mới được xem đấy. Sau này nó lớn lớn một tí là hội viên mới được xem. SHS ở đây là chúng ta có vùng 15. Vùng 15 tuần vừa qua thì đã vượt lên lên kháng cự 16, SHS thì cũng chưa chạy được đâu. Vùng 15 trở thành một cái điểm hỗ trợ của SHS ở trong nhịp này, và về cơ bản thì cái target này của SHS nó cũng khá là cao rồi, nhưng vùng 15 16 sẽ là vùng kháng cự dài của SHS thì chúng ta sẽ chờ thêm thôi. Các cái điểm ở vùng này thì chúng ta không nên tham gia nữa, và chúng ta chỉ canh chốt. CTS đẹp không anh chị? Đẹp chứ. CTS chúng ta nói đến từ vùng 8. Những vùng chỉnh kỹ thuật của CTS ở vùng 8.1 đến vùng 8.4, chúng ta có thể tua lại những bản tin ở vùng 130 để chúng ta xem lại. Và sâu hơn nữa thì chúng ta nói đến ở vùng 7, đánh về vùng 8. Rồi, ok. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang xây cái target của CTS ở vùng 10.5 đến vùng 11, thì chúng ta chờ thôi. Chờ về target này chốt lãi, hoặc là nó có những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 11 thì sau đó cũng sẽ có thêm những cái phân tích định lượng tiếp theo. Và về mặt lý thuyết á, thì nó khả năng chạm 11 sẽ chỉnh kỹ thuật ở đây. Chỉnh kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom lại. MBS, rồi cổ phiếu MBS cũng rất là đẹp, hoàn thành cái target chúng ta thiết kế ở đây là vùng 14/14, hai phiên gần chạm vùng 14 rồi, xong đó không giữ được thôi. Khi mà cổ phiếu này trong cái bản tin phân tích tuần trước thì cũng có nói đến rồi, vùng 12.3 đến vùng 12.6 không gãy thì sẽ đi về vùng 14. Về 14 rồi thì cổ phiếu sẽ đạp lại, và những cái điểm đạp này hợp lý ở vùng 13 đến 13.3. Các tài khoản chúng ta đang cầm cổ phiếu MBS chúng ta sẽ sẵn sàng vị trí để chúng ta có thể mua thêm, để chúng ta chờ đợi một cái nhịp mà cổ phiếu này đánh break vùng 14. Đó. Lịch sử tạo lập của BVS đánh cũng tương bừng anh chị nhá. Vì sao mà các cái mã cổ phiếu mà phân tích và khuyến nghị cho các anh chị mua là những mã cổ phiếu mà đã được soi xét rất kỹ về những cái ý đồ tạo lập. Đó, đánh từ vùng 6 và thậm chí là vùng 5 mà lên đến vùng 20. 4 x 5 = 20. Đó, vậy thì chỗ này em này chúng ta phân tích từ 8 x 2 đi 16 cũng về đến đây. Đó, chỉ kỳ vọng đến 16 thôi. Đúng không? 28 16 ví dụ như vậy từ vùng đúng rồi, từ vùng 8, đó, ví dụ như vậy. Lên đến 16 thôi, chúng ta cũng không kỳ vọng lên 8432, ví dụ như vậy, nó hơi mông lung. Đó. Rồi, cổ phiếu FTS cũng đã khuyến nghị lên tàu rồi, và bây giờ cũng chỉ chờ để chốt nữa thôi. Mục tiêu của FTS nhịp này, chứng khoán nó chạy như vậy thì chắc là cũng phải lên được vùng 14 đến vùng 14.5. Cổ phiếu VND cũng đã nằm trọn hết ở trong tài khoản rồi, bây giờ thì chúng ta cũng chỉ chờ chốt nữa thôi. Thì bản thân VND là có khuyến nghị mua thêm, hình như VND hôm qua có khuyến nghị mua thêm ha, khi cách đây 4 ngày chúng ta có cái gì đây nhỉ, 4 ngày cầu vào lại dưới góc nhìn, nhịp này sẽ về là sẽ đánh lên vùng 22 cộng này, tăng tốc cách đây bao nhiêu ngày đã tăng tốc đấy. Đây hình như đây ngày này mua thêm đấy, cách đây 11 ngày là mua thêm ở vùng 18.35 đến vùng 18.4 là tăng thêm 50 đến 100% tỷ trọng, cái này đã nói trong tuần trước rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì khi VND vừa thoát vùng 19 thì một số các anh chị cũng đã tiếp tục mua thêm nữa với mục tiêu về vùng 22 VND như vậy. Cổ phiếu VIX thì nó đóng cũng đẹp đấy. Trong cái target một phân tích cho các anh chị 500 cổ phiếu trà đá, xong đó thì đến vùng 16 này các anh chị mua thêm này, vùng 17.1, 17.2 này chúng ta mua, xong đấy vùng 16 này một số các tài khoản anh chị là cân thêm đúng được vùng 16, bởi vì đấy là cái vùng mà khi đấy thì nhiều anh chị là hỏi có cân thêm không, thì có thêm ở vùng 16. Cái 9 ngày có nói đến cái câu chuyện này, còn mua VX là cách đây 18 ngày. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng về đến vùng 20 rồi. Chúc mừng các anh chị, chúng ta có trà đá để uống. Thậm chí là hơn, nói chung là không phải trà đá. Nhiều anh chị tham lắm. Bảo mua uống trà đá nhưng mà mua rất nhiều.
Thì về đến thời điểm 20 sẽ có những cái điểm trả cung kỹ thuật và chúng ta sẽ có những cái phân tích kỹ thuật kỹ hơn của với cái ở trong tuần tới. Trong nhóm ngành chứng khoán thì còn mã cổ phiếu nữa là mã cổ phiếu BVS đã khuyến nghị đầu tư ở trong tuần vừa rồi. Và BVS đến thời điểm hiện tại thì cũng đang có một cái lực tăng rất là tốt, và những cái điểm mua của BVS thì gần như cũng đã hết, không 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 còn nữa. Đấy, 4 ngày trước chúng ta nói về BVS. Rồi, nhóm ngành chứng khoán thì như vậy là cơ bản là ok, và thêm một cái mã cổ phiếu NVB thì cũng đã có khuyến nghị mua. NVB là công ty có liên quan đến anh Quyết một tí nên là ông cũng rất là thận trọng, và cái sự thận trọng này thì cũng ok thôi. Ông đang giăng bẫy ở vùng vùng đệ vùng 8.2 đến 8.3, các anh chị mà yêu thích anh Quyết thì có thể ở vùng này mua được. Ok. Rồi, xong một cái nhóm ngành rất là quan trọng, và chúng ta sẽ đi đến nhóm ngành thép và một số các mã cổ phiếu khác. Đã 1:15 được cơ. Dài phết rồi nhỉ. HPG. HPG thì khỏe quá. Như thế này là rất là khỏe. Trong tuần vừa qua, điểm đánh ngày hôm qua thì đánh tụt xuống qua vùng 38, và sau đó thì điểm ngày hôm nay thì đã lấy lại vùng 38.8. Với xu hướng hiện tại của Hòa Phát, tức là bản thân là Hòa Phát có một nhịp đánh lên thì Hùng đã xây lên đến cái target đến vùng 38, và đến vùng này thì khả năng Hùng sẽ không xây nữa, bởi vì là cũng không biết nó đánh đến đâu nữa. Anh chị có hàng thì chúng ta canh chốt thôi, các điểm mua thì không khuyến nghị nữa. HSG chúng ta xây lên được đến target 20, và đến thời điểm hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như Hòa Phát, và đây là những cái điểm đánh của Hoa Sen, cũng đánh vượt luôn cả vùng 20. Trên góc độ kỹ thuật thì xu hướng khả năng sẽ đi về khoảng vùng 23. 23, các điểm mua thì thôi không 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 còn nữa, các anh chị mà mua thì tự các anh chị thôi, chứ còn target thì đấy có thể lên đến vùng 23. NKG duy nhất cổ phiếu NKG thì cũng đang quan sát ở vùng này và có khuyến nghị mua. Đối với NKG, các tài khoản các anh chị đang cầm, các anh chị quan sát cái vùng ở vùng 13.5 đến vùng 14, đây đang có 1 2 3 4 điểm test cung rất đẹp rồi, và lực cầu tương đối là ổn định đối với Nam Kim, thì Nam Kim sẽ tiếp tục đánh lên, và Nam Kim là một cái mã khuyến nghị mua. Ok, được. Mã cổ phiếu TLH ở thời điểm hiện tại, TLH thì chúng ta nhìn ở trên góc độ tuần đi cho nó dễ, bởi vì là khi TLH cũng có phân tích ở cái vùng 3.6 đây, đó là trend trung hạn đó, và những yếu tố tạo lập đến thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng, có thể xác nhận với chúng ta rằng đó là chúng ta đã có những cái góc nhìn rất là đứng đắn về về cái mã cổ phiếu TLH ở ở góc ở cái trend trung hạn. Và trên cái trend trung hạn đó thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó khoảng vùng 5.8 đến vùng đây các anh chị này đó, thì ở đây sẽ là ở khoảng vùng 5.8 đến vùng 6 đó, đến vùng 5.75. Ở đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này, và cổ phiếu sẽ chỉnh về đó, thì đó là những cái vùng mà để chúng ta mua đó, chứ không phải là chúng ta chen chen những cái điểm lên dốc này chúng ta mua đó. Trong một cái cách đi của cổ phiếu trung hạn là chúng ta sẽ chọn những cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào hàng, thì đối với TLH là chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục cầm nắm ở trên góc độ kỹ thuật là vùng 5.75, 5.7 đến vùng 6. Cổ phiếu TVN đang chờ chờ răng bẫy, chờ mà chờ mãi vẫn chưa về. À, có một điểm hôm nay là về được, đó là cổ phiếu TVN sẽ chờ vùng 7 vùng 7.3. Các anh chị có thể mua full ở điểm này, bởi vì TVN nó cũng có những yếu tố về mặt tạo lập, và TVN sẽ đánh đánh mạnh đấy, các anh chị đánh mạnh đánh khỏe đấy, đừng có đùa với em TVN đó. Ta cứ hỗ trợ vùng thấp thì chúng ta mua. Rồi, chúng ta sẽ điểm nhanh qua một số các cái mã ngành khác anh chị nhé. Uống ngụm nước đấy, nói tiếng 10 tiếng 20 phút rồi. Hàn hết cả cổ à. BFC hơi mệt nhưng không sao, chúng ta sẽ chiến đấu đó, chúng ta chiến binh mà. BFC ở vùng 17 kháng cự, và thời điểm hiện tại thì phân bón cũng chưa có những cái yếu tố đột biến các anh chị nhé, chưa có hàng các anh chốt thôi. Đạm Phú Mỹ
Đạm Phú Mỹ. Rồi Đạm Phú Mỹ thì chúng ta vẫn đang nói đến cái câu chuyện của Đạm Phú Mỹ, đó là ở vùng hỗ trợ 17 và vùng kháng cự là vùng 18. Phiên có một phiên đánh lên và sau đó thì đây này, cái phiên này nó trả, phiên ngày hôm nay nó trả cung tiêu phát xuống dưới này, và những anh chị mua ở đây là phiên này hốt rồi đó. Đạm Cà Mau thì trên góc độ kỹ thuật là đang nhịp này cũng đang chỉ đánh giá ở khoảng vùng giá 13, còn vượt thoát 13 hay nôm na cái đoạn này nó như nào thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái câu chuyện tiếp theo. Và đến thời điểm hiện tại thì ở cái tín hiệu đường MACD cắm đầu gần như đã cắm đầu xong rồi, và nó bắt đầu nó chuyển sang một cái xu thế ở bên này, dòng tiền cũng như vậy, nó đang đồng pha với đường MACD, thì Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ đang có những cái lực hồi nhất định chúng ta chú ý. Mã ngành cao su có GVR, GVR thì siêu phẩm rồi, và đến thời điểm hiện tại cũng đã có thêm những cái khuyến nghị bắt thêm mua, con này là cứ liên tục mua thôi đó. Điểm nếu nếu mà không nhầm á, là điểm này đã lại mua tiếp này đó, những cái điểm test 18.5 này thành công thì mua tiếp, xong điểm này là đang mua tiếp rồi, hôm nay khuyến nghị mua rồi GVR đó, ví dụ GVR đó anh chị, chúng ta tránh trụ 16 ngày, những cái điểm mà chúng ta phân tích những cái target theo thời gian đó, nó nôm na nó vậy. Thì đây điểm hỗ trợ đây rồi, 19.8 không gãy, mục tiêu của chúng ta vẫn tiếp tục xây cổ phiếu GVR về vùng 22 cộng, mạnh hơn sẽ là vùng 23. GVR nó có những câu chuyện riêng đó, câu chuyện riêng đó thì các anh chị tự tìm hiểu, ai muốn biết thì alo dùng lên. DRC, ok, chúng ta sẽ có một cái cách nhìn nhận ở đây đúng không ạ, vùng 21 đó, cả tuần nó test xong 21, cuối tuần nó kéo lên lại break lại về vùng giá 21.5. Mục tiêu của em này đó là sẽ đi về khoảng vùng 23 hợp lý nhỉ. Đúng không? Rồi cổ phiếu PHR thì các anh chị có hỏi Hùng là đã tiêu cực chưa, thì em này là chia này, vì chia cổ tức 2.500 nên là bây giờ những cái này là khả năng là chúng ta phải 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 để lại, phải phải gọi là những cái nhịp phân tích cũ ấy, thì bây giờ nó bị nó trôi mất 2.500. Nhưng nôm na trên cái góc độ kỹ thuật Tổng có nói rồi, vùng 60 không gãy thì như vậy vẫn đang ok, có thể anh chị có thể cầm được sang chia. Ship chúng ta xem, ship là ship hình như đang bị chốt ship mà nhỉ, sao nó lại ra ship à, đấy ship lại đó rồi, hay rồi, ngày hôm nay không để ý, ngày hôm nay cũng không để ý đến ship, nhưng mà đấy lần thứ hai đi về vùng 160, target 160 các anh chị rất là kháng cự rất là mạnh, và ship đẩy này, đẩy một nhát luôn về đúng vùng hỗ trợ 120. Phiên này về vùng hỗ trợ 120 lực cầu bắt đáy cực tốt luôn. Phiên này mà biết là coi như là khuyến nghị bắt đáy này, hôm nay là láng quáng quá. Rất đẹp. Phiên này bắt đáy ở vùng 120 là ăn tiền luôn. Đối với ship này. SRC là một mã cổ phiếu đã được khuyến nghị mua đầu tư, và SRC thì các anh chị cũng đừng có nhìn ở trên những cái chen ngày, nó khó chịu lắm anh chị. Và chính thức quan điểm vùng là vùng 16 16.5 là điểm tỳ bật để xác nhận SRC đi vào một kênh xu thế dài chấm hết. Còn trên kênh xu thế dài đó chúng ta cứ chọn những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta mua, chúng ta nắm giữ. Nhóm ngành cảng biển VSC đến thời điểm hiện tại là nó đi lên đến, nói chung là đến cái vùng á, đến cái vùng này này, đến cái vùng 50, đến vùng 50 thì cũng có nói rồi, đến cái vùng này là thôi chúng ta không đi xây target nữa, còn cổ phiếu đi đến đâu thì chúng ta view đến đấy thôi. Trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì khoảng khả năng là sẽ đánh chạm 55. Cổ phiếu HAH đang xây target ở đây là vùng 17.5. Trên thực tế thì trong tuần là cổ phiếu này đã có những cái điểm đánh vượt thoát lên vùng 17.5 và đang trả cung, và những cái điểm trả cung có thể tính toán ở khoảng vùng 16.3. Không gãy thì như vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục cầm HAH với kỳ vọng là nhịp này sẽ đánh lên khoảng vùng 2x. Đây, từ vùng test cung ở dưới này. Những cái nhịp đánh nháp này của HAH như thế này là ok rồi. Còn nếu mà cổ phiếu này gãy 16.3 thì chúng ta cũng sẽ chốt. Đó. Quan điểm là mất kỹ thuật là chúng ta chốt thôi. GMD đó, chúng ta giữ thành công ở cái vùng 26 này này, 26.5 này là giữ thành công.
để đưa về đến cái target của chúng ta ở đây phiên ngày hôm nay. Zimanet 31 trên 31, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định và rất là tốt của mã cổ phiếu này. Và ở Zimanet thì chúng ta phân tích dòng dẫn từ, các anh chị có thể tua lại những cái bản video từ rất xa ở dưới này trong một cái quá trình chúng ta xây dựng một cái target lên của Zimanet. Và mã cổ phiếu này thì có khuyến nghị các anh chị là chúng ta đáng để chúng ta đầu tư đó, bởi vì là đây là một cái cảng nước sâu và đây là một cái con mã cổ phiếu nó cơ bản nó cực kỳ tốt. Rồi em VNA, em này nó đầu cơ và điểm này bắt lại được rồi, 3.68 3 chấm mấy đây trời, điểm này bắt lại được rồi, khoảng 3.68 ở đây anh chị. Em này thì nó thiên về đầu cơ, và chúng ta cái cách đánh của em này là gì, chúng ta sẽ chọn cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào và chọn những cái điểm xanh để chúng ta bán. Tính tạo lập và tính đầu cơ của cổ phiếu VNA này cũng rất là ok. Nhiều tài khoản ăn được mã cổ phiếu này, nhưng mà phải ăn được thì phải biết cách đánh, còn nếu mà cứ đua theo những cái phiên xanh như này là chỉ có chết sạc tiếp. Nhóm ngành Viettel chúng ta có khuyến nghị đầu tư VGI, và bây giờ thì chúng ta chỉ đi xây dựng cái target của cổ phiếu VGI thôi, không còn điểm mua nữa các anh chị. Target tiếp theo của VGI đó là vùng 34 đến vùng 35. Cổ phiếu CTR phiên ngày hôm nay khá là ok, đã đánh break lại được vùng 6x, và trong cái phân tích mà chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ của CTR đây này, và sau đó thì khi mà cổ phiếu này đánh lên, các anh chị nhớ lại có thể xem lại cái bản video tuần trước của Hùng nói đến vùng 57 không gãy, đây là cái vùng điểm tỉ bật rất là quan trọng để cho cổ phiếu này đánh vượt lại về vùng 6x, và với xu hướng này thì cổ phiếu này sẽ đánh lại về vùng 65. Cổ phiếu VTK có khuyến nghị đầu tư, nhưng mà VTK thì nó mang cái ý nghĩa là đánh ít thôi, bởi vì là em này em mới đánh hơi gọi là rụt rè đó, nhưng mà khi mà em ấy chạy ấy, em ấy chỉ chạy khoảng một tuần thôi là đủ target đó, thì tùy từng cái mã cổ phiếu để chúng ta có những cái cách tiếp cận vấn đề nó khác nhau. Nhóm ngành mía đường QNS ok, đã đạt được đến cái vùng target 37 trên 37, và trong nhịp này thì cổ phiếu đã kéo lên đến tận vùng 38.5. Đây là cái vùng mà cũng có khuyến nghị các anh chị đang cầm QNS thì chúng ta có thể chốt bớt đi một phần đó, và sau đó thì có thể gom lại khi mà cổ phiếu có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây. SBT trong nhịp này đang xây target ở vùng 2x, và mắc có đạt được đó là ở khoảng vùng 19.7, cách một tí tẹo trong cái bản tin kết tuần trước. Những cái tín hiệu hiện tại thì dòng tiền nó lại đang cắm đầu này đó, thì bao giờ cổ phiếu khi mà dòng tiền cắm đầu đi xuống thì cổ phiếu đây các anh chị bắt đầu thấy từ đây là dòng tiền bắt đầu cắm đầu đi xuống và nó hướng lên đây, thì như vậy là cái động lực để cổ phiếu tăng khi mà dòng tiền cắm đầu đi xuống nó rất là khó. Điểm hỗ trợ ngắn thì cổ phiếu này có thể test lại, sâu nhất thì nó ở khoảng vùng 18. Vùng 18 không gãy thì cái cơ hội để đánh vượt lại vùng 19.5 đến vùng 20 là còn. LSS thì nó mang một cái tính chất đó là đánh trên trên tuần, trên ngày nhìn khó chịu lắm các chị. Và sau một cái tuần đẩy lên rất là ok thì cổ phiếu này đang có những tuần ngừng nghỉ ở 7.5 đến 7.8. Đây là vùng tích lũy của cổ phiếu. SLS mía đường Sơn La. Rồi, ở mía đường Sơn La trong nhịp tích lũy này chúng ta đang xây target của em ấy ở khoảng vùng 7x. Nhóm ngành dệt may có mã cổ phiếu TCM là mã cổ phiếu gần như phân tích không thể thiếu, và khi mà dịch Covid thì trong cái nhóm ngành dệt may là chỉ có phân tích mỗi mã cổ phiếu TCM thôi, và chúng ta đi phân tích từ một cái nhịp dòng giã đây. Đến thời điểm hiện tại sau khi trong tuần cũ là Hùng xây target ở vùng 4x, nhưng mà nó lên đến tuần này là nó lên đến tận vùng 44 này các anh chị, là sắp cán cột mốc 45, và xu hướng này thì sẽ cán 45, đó là điều đương nhiên không không phải bàn cãi nữa, và qua là khỏe, và đi lên đến vùng 45 thì cũng không biết đi đến đâu nữa các anh chị. Thôi cứ tạm thời chúng ta sẽ nói đến vùng 45, tại vùng 45 này sẽ chỉnh kỹ thuật, vòng sẽ căn cứ cái điểm chỉnh kỹ thuật của TCM để chúng ta sẽ nói tiếp. Mã cổ phiếu TNG đã khuyến nghị mua full ở vùng giá 13.7 và đang kỳ vọng TNG sẽ làm nên chuyện, nó sẽ làm nên chuyện, và để làm nên chuyện thì phải đánh vượt thoát vùng 16 đã. Còn đến thời điểm hiện tại là đang có những điểm test 15
14.5 đến vùng 15 mãi chưa qua được thì chưa thể làm đến chuyện được. Em ấy muốn làm đến chuyện là phải đánh vượt thoát vùng 16 và chúng ta cùng chờ. Mã cổ phiếu VGG, VGG thì lãi quá các anh chị, lãi nhiều. Anh chị cứ chia đi. VGG có phân tích một cái nhịp tăng ở đây. Đây này, VGG ví dụ như vậy. Đó, cái này giống như kiểu là bách khoa toàn thư ấy, các anh chị tra lại được hết. ba tám chấm năm là bắt đầu chiến đấu em này rồi. 38 đến 38.5, đó các anh chị có thể nhìn thấy đây, 2 tháng này. Tại vì cái thời điểm đó là mình nhìn thấy cái con VGG này nó hay đấy, nó ủ nàng cái này thôi nhưng mà hay. Đó, vùng 38 38.5 nôm na đây, và bắt đầu chúng ta phân tích một cái nhịp sóng lên, và tuần này thì hoàn thành vùng mục tiêu 50 trên 50. 50 trên 50 hoàn thành rồi thì cổ phiếu đang có những cái nhịp test ở đây, 48 là nhịp hỗ trợ. Gãy 48 thì coi như là hết sóng, nhưng mà thực ra con này thì không nói đến câu chuyện sóng. Bởi vì sao? Bởi vì là nó đánh anh chị nhìn này, vì sao vùng này đó nó đánh piu lên một phát này là nó rũ hết sạch cái này, nên là thôi, không có sóng sánh gì cả. Anh chị nào mà đang cầm chốt bảo toàn lợi nhuận, chốt xong nó đạp xuống dưới này thì ta lại rình ta mua lại. Cổ phiếu VGT cũng như vậy, chúng ta cũng đã mua full rồi và chúng ta đang kỳ vọng em này ở vùng 10 đến vùng 10.5. Cổ phiếu EVE, EVE chúng ta đang có những cái nhịp test ở vùng 13 rất đẹp, và các cái tài khoản mà đang cầm EVE là chúng ta sẽ canh ở vùng 13, chúng ta chiến đấu đi anh chị. EVE chúng ta sẽ nhìn ở như nào, nhưng chúng ta nhìn ở trên trang tuần này đó, chứ chúng ta nhìn thì ngày, nhìn ngày nó nhiễu đó. Và cái lịch sử tạo lập đó là EVE nó chơi thốc khoảng tầm độ 5-6 tuần liên tục đó, mà bây giờ mới tăng được 1 tuần 2 tuần, như vậy là khoảng 4 tuần sau này nữa nó tăng nữa đi, ví dụ như vậy thì nó sẽ về được khoảng vùng 16 đến khoảng vùng 18-19. Như vậy có thơm không anh chị? Thơm chứ, từ vùng 12 chúng ta phân tích mua dưới này mà lên đến tận vùng 18-19 ví dụ như vậy là đẹp đấy. Đó, ví dụ như vậy nhá, đó là ví dụ thôi. GIL các anh chị, rồi nhịp xổ số của chúng ta đã cán mốc 42 trên 42, và trong phiên ngày hôm nay thì GIL tiếp tục có một phiên đánh vượt thoát vùng 42, thì cũng đang nghĩ là chúng ta có nên làm một nhịp xổ số hay không. Bởi vì chúng ta nhịp xổ số cũ chúng ta ăn được thì chúng ta làm tiếp các anh chị. Phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, cổ phiếu này sẽ có xu hướng trả lại ở vùng này đẹp này. Xem nào, ở khoảng vùng 43 có không? Đấy, khoảng vùng 43 hoặc là vùng 42.5. Trả lại vùng này chúng ta tiếp tục làm nhịp xổ số nữa đi các anh chị. Chiến đấu tiếp lên, kỳ vọng lên vùng 5x. Đó. Rồi, xong em này. Mã cổ phiếu về nhóm ngành thủy sản cùng sẽ phân tích qua một tí nữa rồi chúng ta sẽ đi nói về thị trường. Mã cổ phiếu MPC đã chính thức là cán cột mốc 29 trên 29, và sau đó thì em này kéo lên xong thì nó sẽ test lại vùng 29, không gãy thì MPC tiếp tục kéo. Và trend kỹ thuật của MPC là đẹp các anh chị nhá, nên là các tài khoản mà chúng ta đang cầm MPC là chúng ta sẽ canh ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới những cái điểm test cung ở quanh vùng 29 này, chúng ta canh mua thêm tăng tỷ trọng. ACL đến thời điểm hiện tại chưa có cái vị gì cả. VHC cũng chưa có vị gì cả. 46.5 kháng cự. Quan sát tiếp. CMX nhịp này hồi, chúng ta dự kiến hồi đến 17 mà lên được đến 16.5 là bị đổ rồi. Thì đổ lại thì em ấy lại về lại vùng đây thôi, hỗ trợ đây này, vùng tẹo tẹo này. CMX cũng đang kém lắm bởi vì cái lực cầu nó cũng chưa thực sự là mạnh. 15.2 đến khoảng vùng 15.5 các anh chị. Rồi, đó. Cổ phiếu FMC khả năng em này như đang trâu đất một tí này. Cổ phiếu này nó đang có cái ý đồ sóng sánh này. Rồi, em này là em mới kéo lên đến đây là vùng 36, và thực tế là trong tuần vừa qua đã kéo lên những cái điểm kéo lên, nhưng mà những điểm này thì nó sẽ phải trả thôi, nó phải trả lại cung thôi. FMC nó trả đẹp nhất đó, anh chị xem lại đây này, vùng trả đẹp nhất của nó khoảng vùng 34.
34 không cãi ở đây thì chúng ta sẽ canh, các anh chị mà đang cầm con này thì chúng ta sẽ canh ở khoảng vùng 34 đến vùng 34.5, đó sẽ là vùng chỉnh đẹp, không gãy lực cầu quay trở lại thì MC sẽ đánh theo mô hình này, cũng là mô hình tương đối ổn định trong phân tích kỹ thuật. Một số các anh chị có hỏi Hùng là dược à, sẽ nói qua nhóm dược một tí. IMP IMP thì có gì đâu ạ, nó vẫn như vậy thôi. Cái cách mà Hùng tiếp cận vấn đề đó là vùng hỗ trợ 45 và vùng kháng cự của IMP ở khoảng vùng giá 57. Cổ phiếu DMC Domeco ở trong nhịp này đó là chúng ta có những cái điểm mua phân tích ở đây vùng 53 và kỳ vọng về lại vùng giá 59. Trên đường đi thì chưa về được vùng 59 và như vậy là cổ phiếu lại quay về cái điểm test cung kỹ thuật ở đây. Cổ phiếu Dược Việt Nam, Dược Việt Nam là khuyến nghị này, Dược Việt Nam là có này, có khuyến nghị điểm mua 16.5. Rất là đẹp ở đây này, Dược Việt Nam sau một cái điểm đánh bản chất là Dược Việt Nam thì cũng có phân tích ở cái vùng đây là vùng khoảng vùng 15 đi về vùng 17. Và 17 xong rồi á thì cổ phiếu đang có những điểm chỉnh kỹ thuật, và những điểm chỉnh kỹ thuật này lấp cáp ở đây là hoàn toàn hợp lý về mặt chiến lược và chiến thuật, và nó lấp ở đây gần lấp được về 16 rất là đẹp. Thì cổ phiếu này sẽ có thêm 1 đến 2 phiên nữa ở loanh quanh ở khoảng vùng 16-16.5, nó lấp cáp lại đây trước khi mà nó hình thành một cái dòng tiền để nó đánh break vượt vùng 17. Và lịch sử tạo lập của Dược Việt Nam là những phiên nó cũng đánh rất là dốc, nên là sang tuần tới thì Dược Việt Nam cũng là một cái yếu tố đáng để quan tâm ở trong nhóm ngành dược các anh chị. Đó. Thôi, như vậy là chúng ta dược thì chúng ta chỉ nói đến những mã cổ phiếu đó thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta nói về xu hướng của thị trường trong tuần mới. Thế thì cái câu chuyện mà chúng ta đi xây một cái target về thị trường cũng như xây một cái target về cổ phiếu thì bản thân Hùng Lê cũng như vậy thôi. Qua thời gian thì các anh chị cũng đã nhiều anh chị là đã theo dõi và đồng hành với Hùng rất rất là nhiều rồi. Và cái cách tiếp cận vấn đề cũng như cách phân tích đó là hàng tuần và hàng ngày thì Hùng sẽ có những cái phân tích để chúng ta xác nhận là thị trường còn đi lên được nữa hay không, hay thị trường đi ngang, hay thị trường đảo từ cái pha tăng sang cái pha giảm đó. Thì đấy là những cái cách tiếp cận vấn đề, và Hùng không có xây dựng dài và cứ theo cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày thì Hùng sẽ bắt đầu đi xây đó. Cổ phiếu cũng như vậy, cổ phiếu Hùng cũng đi xây theo từng ngày rồi đi xây theo từng tuần, và thị trường cũng như vậy. Thì cái bản tin video số 132 là chúng ta đã đi xây cái mốc M4, và đến thời điểm hiện tại thì mốc M4 là chính thức hoàn thành cả trên 3 cái chỉ số, đó là chỉ số VN Index ở vùng 1030 điểm, chỉ số VN 30 vùng xây ở vùng 995 điểm, và chỉ số phái sinh thì xây ở vùng 992 điểm. Như vậy là cái mốc M4 là chính thức là ba cái điểm đấy của trên thị trường của chúng ta đều đã cán thành công. Và trong tuần vừa qua thì cũng rất nhiều các mã cổ phiếu của chúng ta đạt những cái target thiết kế, và câu chuyện là đạt target thiết kế thì chúng ta sẽ chốt lãi xong thì cái cách vận động của cổ phiếu nó như là một con người sau khi nó đạt được cái target hoặc về được cái vùng kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh kỹ thuật, rồi chỉnh kỹ thuật xong thì nó sẽ có những cái điểm vòng lại đó, vòng lại thì những cái điểm đó là chúng ta lại mua khi mà cổ phiếu nó xác nhận rằng là cổ phiếu còn đi được tiếp, nó còn có những cái điểm nhấn kỹ thuật còn tăng được tiếp thì chúng ta sẽ mua lại. Thì đấy là cái cách vận hành về cổ phiếu, vận hành về thị trường, và Hùng đã áp dụng cái sự vận hành đó lên cái team của Hùng Lê, đó là team không chat NO02 cho tất cả các cái tài khoản mà Hùng Lê đang quản lý tại công ty chứng khoán VPS. Thì đấy là cái cách vận hành của thị trường. Vậy thì trong tuần mới thì đến thời điểm hiện tại Hùng đánh giá rằng trụ cũng đang khá là tốt. Đó, trụ vận hành đang rất là ok. Cùng với đó thì nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán về cái dư địa tăng của hai nhóm ngành này vẫn đang cực kỳ tốt, và nhóm xây lắp và nhóm dầu khí thì đấy là những cái nhóm ngành sẽ là tiềm năng để thế chỗ lại cho thị trường, và dòng tiền sẽ tiếp tục cuộn và luân chuyển. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng tuần mới sẽ là một cái tuần mà thị trường của chúng ta sẽ tăng điểm, và chính thức là phiên giao dịch ngày hôm nay thì bắt đầu xây lên một cái điểm M5. Đối với VN Index ở vùng 1070 điểm
đối với chỉ số VN30 ở vùng 1025 đến 1030 điểm và chỉ số VN30 F1M ở vùng 1030 điểm đến 1035 điểm, thì đấy là các cái mốc M5 để thị trường của chúng ta sẽ tiệm cận đến, sẽ hướng đến. Và trên cái con đường đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm chốt chặn về mặt kỹ thuật. Đó, thì những cái điểm chốt chặn kỹ thuật đó chính là những cái điểm mà vùng giá mục tiêu của chúng ta phân tích. Ví dụ đối với VN Index thì ở vùng 1030 điểm, đó là cái vùng mà thị trường sẽ chốt chặn tại đó để kiểm tra cung cầu, để hấp thụ, để gọi là loại bỏ những cái nhà đầu tư ra khỏi cuộc chơi, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Và đối với chỉ số VN30 thì ở vùng 995 điểm sẽ là cái vùng mà sẽ điểm tựa, điểm tỉ bật cho cổ phiếu của chúng ta và cho thị trường của chúng ta. Và đối với chỉ số phái sinh VN30 F1M thì cũng sẽ lấy cái mốc ở vùng 990, có những cái điểm test kỹ thuật ở vùng 992 điểm đến vùng 1000 điểm ở trong tuần tới. Đó là những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật, hay nói nôm na nó là những cái cọc tiêu, những cái cọc mốc để giúp chúng ta có thêm cái sự tự tin, có thêm những cái định lượng về thị trường. Và khi thị trường chung của chúng ta còn tốt, còn trend long và còn có xu hướng đi tiếp thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cầm nắm cổ phiếu. Cùng với đó là các mã cổ phiếu có những cái điểm mua đẹp, ví dụ như FPT. Đó, trong tuần vừa rồi có khuyến nghị mua thêm. Đó, bởi vì sao? Bởi vì thị trường chưa có đổ. Đó, cái quan trọng là như vậy. Và cái xu hướng là có dự định được là FPT còn kỳ vọng tăng thì chúng ta sẽ mở các cái điểm mua tăng tỷ trọng, ví dụ như vậy. Đó. Thì chính thức xây dựng thêm cái mốc M5 và cho toàn bộ thị trường của chúng ta, cùng với đó là các cái điểm hỗ trợ, cái điểm tỉ bật. Thì Hùng sẽ view lại những cái phân tích chi tiết đó ở trên bản tin tuần, trên bản tin là ở trên team không chat N02. Thì thường là mỗi buổi tối chủ nhật thì Hùng sẽ có những cái đánh giá rất là chi tiết các điểm hỗ trợ, các điểm kháng cự, rồi nhóm ngành nào có thể sẽ là những cái nhóm ngành tiềm năng hay vân vân. Thì đấy là tất cả những cái phân tích. Cùng với đó, trong một tuần giao dịch thì chúng ta có rất nhiều các cái thông tin về cổ phiếu, về thị trường, và liên tục cũng sẽ được cập nhật lên trên team không chat N02. Cùng với đó thì cũng có chia sẻ ra các cái room cộng đồng R9, R8 và R7. Đấy là các cái team cộng đồng, thì cũng có thời gian thì cũng sẽ chia sẻ cho anh chị ở trên team đó các cái bản tin phân tích về thị trường. Còn các khuyến nghị mua cổ phiếu thì phiên nào mà có thời gian thì Hùng sẽ share lên, còn phiên nào mà không có thời gian thì Hùng sẽ không thể share được, bởi vì các anh chị biết là đến thời điểm hiện tại là trong team công tác của Hùng lên là 670 thành viên, cứ cho khoảng tầm 600 thành viên đi, 600 thành viên trong một phiên giao dịch mà Hùng Lê phải tương tác, rồi phải xử lý toàn bộ các cái thông tin mà liên quan đến 600 tài khoản đó. Các anh chị biết được là một cái mức độ xử lý của Hùng Lê như nào, nên là các anh chị ở team cộng đồng thì chúng ta rất là thông cảm, và chúng ta sẽ nhận các cái bản tin về thị trường hàng tuần trên kênh YouTube, và bản tin phân tích hàng ngày thì có thể buổi tối Hùng sẽ có những bản tin phân tích hàng ngày đó, và Hùng sẽ share lên team cộng đồng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nhà đầu tư của chúng ta trong các cái bản điểm tin tiếp theo. Và lưu ý một chút nữa là tuần tới là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh, chính vì vậy nên là nó cũng sẽ có rất nhiều các biến động, và các biến động đó thì cũng sẽ liên tục cập nhật và sẽ có những cái chia sẻ lên các cái room cộng đồng cho các anh chị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.